chương 1949, Vĩnh Cửu Cạnh Băng Diệt 4. Ăn không vô cũng không cái gọi là, có thể gặm một ngụm tính một ngụm. Hôm nay coi như là các ngươi có thể ly khai, cũng muốn lột đi một lớp da. Huyết lục diêm trong tiếng cười mang theo vô tận uy áp. Hướng phía thần giới đệ tử tất cả đều áp lên tới. Lúc này, lục đại thị tộc tộc trưởng nhìn nhau một cái, bọn hắn đặt thành nhất trí. Bọn hắn cùng nhau bay lên, hướng phía huyết lục diêm bay qua. Bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc phải bắt vua trước. Huyết lục diêm chỉ có một cái, nhưng tộc trưởng lại có sáu cái. Muốn là bắt hắn lại, là có thể hoàn thành một lần xinh đẹp giết ngược. Để cho hắn ma giới chi nhân, có đi không về. Hiểu rõ lục đại thị tộc các tộc trưởng dự định, huyết lục diêm lạnh rên một tiếng. Lùi lại mấy bước, hắn cũng không có muốn đánh sáu dự định. Dùng trí, so cậy mạnh càng thêm có ý nghĩa huyết lục diêm tế xuất phương pháp khí xây lên một đạo mạnh mẽ kết giới đưa hắn cùng lục đại thị tộc tộc trưởng cắt đứt cùng một chỗ bọn hắn muốn bắt hắn đầu tiên là phải phá cái này pháp khí nhưng mà trong thời gian ngắn đánh vỡ nó cái kia là không có khả năng sự tình chờ đến nó đánh vỡ thần giới phía dưới người từ lâu bị giết sạch lục đại thị tộc tộc trưởng công kích mấy lần sau đó trong nháy mắt hiểu rõ huyết lục diêm dự định nếu như là sáu giết một chính là thần giới cao minh nhưng nếu như trái lại để cho huyết lục diêm khẽ kéo sáu cái kia chính là thần giới ngu xuẩn thế là các tộc trưởng thử mấy lần công không phá được sau đó nhanh chóng quay đầu bọn hắn bắt đầu gia nhập thần giới đệ tử ở giữa chém giết thấy như vậy một màn huyết lục diêm cười lạnh một tiếng cũng bắt đầu tàn sát thần giới đệ tử song phương đều là chết xem ai sẽ nhanh chết sống đến cuối cùng chính là người thắng bị ma giới như thế đánh lén thần giới lập tức rơi vào hạ phong các đệ tử cũng đều là đau khổ chống đờ, mặc dù có tộc trưởng cùng trưởng lão gia nhập. Nhưng đối diện huyết lục diêm cũng phi thường rào hoạt. Ngay tại song phương chém giết được 10 phần kịch liệt mà ma giới dần dần chiếm thượng phong thời điểm, trên đỉnh núi nham thạch không nhịn được, sụp đổ hạ xuống. Oanh một tiếng, cự thạch rơi xuống, rất nhiều không kịp tách ra người bị đập chúng, trực tiếp chết ở phía dưới. Cái này đập một cái triệt để đem thần ma hai giới người tách đi ra chém giết lập tức trong chăn đoạn, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía phía sau sơn thể thạch bích. Thạch bích đã hầu như toàn bộ nứt ra, vô số toái thạch đánh sập hạ xuống, Vĩnh Lăng Sơn lập tức sẽ hủy diệt toàn diện tự mình vùi lấp. Thấy như vậy một màn, còn lại còn sống người, vô luận là thần giới vẫn là ma giới, đều trong nháy mắt sắc mặt ảm đạm. Bọn hắn ở chỗ này chém giết không ngừng, cho dù chết tại trong tay địch nhân, cũng là anh dũng nhưng nếu là không duyên cớ bị sống chôn ở chỗ này cùng cái này vĩnh lăng sơn cùng nhau chôn cùng cái kia chính là nực cười rời khỏi nơi này trước huyết lục diêm dẫn đầu mở miệng lúc này thần giới cũng không có bất kỳ người nào đi ra phản đối đây coi như là cam chịu thế là lục đại thị tộc đám đại năng cùng với ma giới người bắt đầu dùng pháp lực mỗi người khởi động nhất đạo bình chướng đem đá rơi ngừng lại đồng thời pháp lực đánh ra đâm thủng toàn bộ vĩnh lăng sơn sơn thể khai thác ra một cái đường hầm đào mạng trong lúc nhất thời vô số pháp lực hoa cả mắt thi triển ra tất cả mọi người cầu sinh đều rất cường liệt nhưng mà bọn hắn nguyên tưởng rằng rất nhanh thì có thể thoát khốn nhưng khi bọn hắn chứng kiến sở hữu pháp lực đánh ra chẳng những vô pháp đỡ rơi xuống tảng đá cũng vô pháp đánh xuyên qua một cái lối đi thời điểm trong bọn họ tâm mọc lên một hồi tuyệt vọng lo lắng khẩn trương ý chí cầu sinh đang không ngừng bộc phát canh 1950, vĩnh cửu cạnh băng diệt ngũ. Mỗi người đều tại điên cuồng cống hiến pháp lực mình, ai cũng không muốn cho Vĩnh Lăng Sơn chôn cùng. Nhưng mà coi như là ma quân, chính là là lục đại thị tộc người. Cũng không có cách nào mở ra một cái sinh tồn chi lộ. Bọn hắn càng là nỗ lực, càng là tuyệt vọng, càng là lo lắng, càng là hối hận. Tại sao có thể như vậy? Trước đó chúng ta tại Vĩnh Lăng Sơn sáng lập thông đạo thời điểm căn bản là dễ dàng a à? Lúc kia Vĩnh Lăng Sơn nham thạch cùng phổ thông núi thể cũng không có phân biệt. Nhưng hôm nay sơn thể căn bản là không đánh thùng lẽ nào cùng Lam Quang có quan hệ. Đến phát sinh cái gì, đến cùng là cái gì lực lượng đáng sợ như vậy? Các tộc trưởng cũng đều là sống sắp trên triệu năm người a. À? Ngay cả bọn hắn cũng không có cách nào sao? Làm sao bây giờ, ta không muốn chết a. À? Thật không nghĩ tới hôm nay vậy mà biết chết ở chỗ này. Đây chẳng phải là tiện nghi ma giới? thần giới lục đại thị tộc tất cả đều chết ở chỗ này. Mà giới chỉ một cái huyết lộc ma uyên, còn có một cái u phạn thiên khư không có tới. Đúng vậy a, à, trời muốn diệt chúng ta sao? Ta còn muốn về nhà. Chấm chấm, trong lúc nhất thời tiếng khóc kêu, tiếng kêu thảm thiết, pháp lực tiếng đánh âm, đá rơi nện xuống thanh âm, không ngừng tràn đầy cái này nguyên bản diện tích không gian. Một cổ tử vong cùng tuyệt vọng bóng ma bao phủ toàn bộ Vĩnh Lăng Sơn hai cái đứa nhỏ ôm thật chặt mộ kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương nhéo cùng một chỗ. Thúc thúc ta nghĩ cha mẹ, đừng sợ, trong hỗn loạn, Vũ Bạch vẫn còn ở tìm kiếm vọng thư thân ảnh. Nhà đầu chết tiệt kia, người đến ở đâu? Người có phải hay không đã chạy đi? Hoa tộc vị trí chỗ ở, vọng thư tùy thời chuẩn bị xong lấy ra thân thể mình, cho dù chết cũng muốn làm đầy đủ nhất chính mình. Vũ Bạch, nếu như ngươi còn có cơ hội còn sống, ta đổi về thân thể mình. Ngươi nhất định phải tìm được ta. Muốn là ngươi tìm không được ta kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đều cũng không tiếp tục gặp ngươi. Trong góc Cửu Thiên nắm thật chặt phượng từ, trong lòng nàng rất sợ hãi, cũng rất tuyệt vọng. Trong lòng bàn tay không ngừng truyền đến nhiệt độ, nàng nhưng lại cảm thấy không có như vậy hoảng sợ. Tiểu Cửu Nhi, ngươi muốn là sợ, liền nhắm mắt lại. Ta còn là mở to đi, nhìn một chút thế gian này một lần cuối cùng. Mà giới bị thương tàn phế đệ tử bên trong, sát giới thiên mím chặt môi, nhìn lấy bầu trời đá rơi, không nói được một lời, đôi mắt bên trong một cái thân ảnh màu tím phảng phất tại vũ động. Tử nhân, thật có lỗi, cứu không được ngươi, đi gặp ngươi cũng là không sai. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, sơn thể không đánh thủng, đá rơi ngăn không được. Nguyên bản hy vọng dần dần biến thành tuyệt vọng, trước đó tham lam cùng cuồng vọng đều trở nên cực kỳ nực cười. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bọn hắn nhỏ bé chẳng đáng là gì cho dù là lục đại thị tộc thần tôn cấp bậc tộc trưởng cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Mắt thấy bọn hắn ở nơi này mặt đã nứt ra được không còn hình dáng, mà chồng chất đá rơi sắp dính đầy cả một vùng tử vong đang lặng lẽ gần sát. Bao nhiêu người sống quá trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt nhưng ở lần này, hai tay dâng tính mệnh. Ngày tại tất cả mọi người tuyệt vọng chờ chết thời điểm, đột nhiên một vệt sáng xanh tận trời. Một tiếng bé nhọn tiếng phượng hót từ sơn thể nội bộ truyền đến. Ngay sau đó, một đạo huyễn lệ lam sắc quang mang, từ dưới đất sáng lên, xoay tròn, phóng hướng chân trời. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người nhất thời đều quên hô hấp. Cái kia lam quang, bọn hắn mấy ngày nay thấy qua vô số lần, có lẽ không có một lần giống như bây giờ đẹp. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Không não tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với huyền lục. chương 1951, Vĩnh Cửu Cạnh Băng Diệt Sáu. Từng cái lam quang xoay tròn, xoay chuyển lấy, như là một cái lam sắc ràng buộc ở giữa không trung tùy ý quơ. Cái kia lam quang tận trời tốc độ quá nhanh, mau ai cũng không có thấy rõ ràng. Lam quang trước nhất là cái gì? Chỉ là loáng thoáng chứng kiến một con phượng hoàng thân ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, lam quang phá tan dùng vĩnh lăng sơn trên đỉnh thạch bích. Ánh mặt trời, từ thạch bích vỡ tan địa phương chiếu vào tình cảm ấm áp vãi hướng sở hữu xó xỉnh âm u dọi sáng chỗ có người trong lòng lo lắng hy vọng một lần nữa đốt phát sáng một con đường sống xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt nhưng vào lúc này tận trời lam quang bỗng nhiên lập tức nổ lên vô số quan điểm tán lạc xuống rót vào đổ nát sơn thể trong nham thạch rất nhanh sơn thể đình chỉ vỡ vụn tảng đá không còn hạ lạc hết thảy đều phảng phất tĩnh đồng dạng ai cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ cũng đều biết chính mình được cứu trợ chứng kiến sinh lộ tất cả mọi người không tái phát sững sờ bọn hắn chốc lát cũng không dám dây dưa hướng phía trên đỉnh phá miệng bay ra ngoài tại lam thiên phía dưới mây trắng phiêu động ánh mặt trời tán lạc nhỏ bé gió thổi lất phất lại thấy ánh mặt trời người đều ôm một cổ sống sót sau tai nạn tâm tình kích động còn sống người đều từ sơn thể bên trong bay ra ngoài lập tức đủ loại pháp thuật xuất hiện ở miệng địa phương hoa cả mắt bay lên hình thành một đạo huyễn lệ phong cảnh tuyến ngay tại tất cả mọi người sau khi đi ra, một đạo lam sắc quang mang lại từ giữa không trung lao xuống. Lần này, lam quang mục tiêu là chưa sụp xuống hoàn thành Vĩnh Lăng Sơn. Cái này vọt một cái. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem toàn bộ Vĩnh Lăng Sơn Sơn thể đụng phải phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại lúc đó, Lam Quang rót vào trong lòng núi, bắt đầu không ngừng ăn mòn chiết xuất toàn bộ Vĩnh Lăng Sơn Sơn thể. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, toàn bộ Vĩnh Cửu Cạnh liền triệt để chôn sâu xuống dưới đất từ bầu trời nhìn tiếp chỉ có thể nhìn được một mảnh đen nghịt loạn thạch lại không hắn bất kỳ vật gì theo lấy vĩnh lăng sơn trưởng chôn dưới đất lam quang cũng dần dần biến mất ngay tại tất cả mọi người bị một màn này rung động không thịnh hành sau khi giữa không trung một đạo lam sắc quang mang xẹt qua một đạo cao vút tiếng phượng hót truyền đến xa xa đám mây phía trên một cái phượng hoàng cái bóng nhanh chóng xẹt qua một màn này thấy tất cả mọi người kinh ngạc không thôi cái kia phượng hoàng là lam sắc là băng phượng tất cả mọi người tại chỗ không có bất cứ người nào trước đó gặp qua băng phượng nhưng tu vi thâm hậu tồn tại lâu đời thần ma hai giới đám đại năng tuy nhiên cũng nghe qua băng phượng truyền thuyết tương truyền tại hơn một tỷ năm trước phượng tộc đã từng ra khỏi một con băng phượng nó có được cực cao thiên phú tuyệt hảo huyết mạch khủng bố tu vi là phượng tộc lịch sử phía trên tột cùng nhất kiêu ngạo nhất tồn tại nhưng nó là như thế nào tiêu thắt cuối cùng lại thân ở phương nào không có bất kỳ người nào biết rõ thời gian trôi qua lâu như vậy băng phượng thành truyền thuyết một cái dần dần được một số người quên truyền thuyết nó dù một lần xuất hiện ứng chứng truyền thuyết chân thực tính nó tiêu thất nhiều năm như vậy lại vào lúc này xuất hiện mà càng khiến cho mọi người khiếp sợ đúng băng phượng phía trên tựa hồ còn có bóng người là có người cứu bọn họ mà cứu bọn họ người nắm giữ cái này vĩnh lăng sơn trí bảo bọn hắn nỗ lực lâu như vậy kết quả là lại vẫn là công dã tràng cái này vĩnh lăng sơn trí bảo cuối cùng không thuộc về bọn họ bất luận kẻ nào. Bản thân nó thì có chủ, mà hắn chủ nhân tại thần ma hai giới tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm. Cho bọn hắn mở ra một con đường sống, canh 1952, vĩnh cửu cạnh băng diệt bầy. Tất cả mọi người muốn biết bọn hắn ân nhân đến hình dạng thế nào. Sở hữu đều muốn biết rõ thần bí này, cao nhất thần, là ai. Hắn không chỉ có vĩnh lăng sơn trí bảo, hơn nữa có thể thành thạo khống chế nó không chỉ có như vậy hắn còn sở hữu một con kia băng phượng đó là độc nhất vô nhị băng phượng đối với cùng chính mình không sai biệt lắm thực lực có thể sẽ tới so sánh sẽ đi ghen ghét thế nhưng đối với cao hơn chính mình ra vô số cấp độ người bọn hắn chỉ biết đi kính ngưỡng cái này một cái thần bí đại năng chính là dạng này chỉ có thể bị người kính ngưỡng người chưa từng nghe nói chưa từng thấy qua thần bí như vậy khiêm tốn lại như thế lòng mang thiên hạ để cho người ta không khỏi đầy ngập sùng kính chỉ thấy một cái lam sắc quang mang dần dần rơi xuống, như là một cái dây lụa đồng dạng phiêu động. Lam sắc quang mang dây lụa cách tại thần ma hai giới ở giữa, rạch ra một cái giới tuyến. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người minh bạch vị kia cao nhất đại năng dụng ý. Hai giới đình chỉ chiến tranh. Không cần có bất kỳ thương vong. Sinh mệnh không dễ, kính xin quý trọng. Sống sót sau tai nạn tất cả mọi người, đều bị cái này sáng lạn lam quang cảm hóa, trong lòng không khỏi một hồi động dung tranh lâu như vậy, đánh lâu như vậy, tuyệt vọng lâu như vậy, là nên đình chỉ. Thế là thần giới cùng ma giới người đều ăn ý phân biệt đẩy ra, hướng phía mỗi người biên giới phương hướng bay đi. Rất nhiều người nhịn không được vừa đi, còn một bên ngẩng đầu nhìn trên đỉnh, hy vọng có thể thấy thần bí này đại năng phương dung. Đáng tiếc Băng Phượng lại chưa từng xuất hiện, lam quang cũng dần dần biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng ai cũng không nhìn thấy. Vĩnh Lăng Sơn ở dưới chân núi, cách đó không xa một dòng suối nhỏ bên, chỉ hề cùng thương lăng từ băng phượng phía trên nhảy xuống. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta xin từ biệt. Băng phượng ngước lỗ mũi, bày ra một bộ ta cao các ngươi nhất đẳng tư thế nhìn lấy chỉ hề cùng thương lăng hai người. Chỉ hề nghẹo đầu, nhếch miệng lên lau một cái sung sướng nụ cười. Nàng phất tay một cái, nàng nói, lão nhân ra ngài chậm một chút đi, đừng ngã a à, phi, ngươi đi đường mới té. Sẽ không té, ta đỡ, thương lăng yên lặng bù một câu băng phượng đảo mắt dùng cực khinh thường mười phần ghét bỏ lại cực đoan chán ghét ánh mắt chừng lấy hai người bọn họ phi không biết xấu hổ chỉ hề một cái nhịn không được cười vui vẻ hơn nàng cảm thấy cái này băng phượng chính là cái lão kẻ dở hơi ta cảnh cáo các ngươi a à chính các ngươi hảo hảo đừng đi ra ngoài dạo chơi chết ta cũng mặc kệ a à. băng phượng lại chừng bọn hắn liếc mắt mở miệng cảnh cáo ừm ngươi chớ xía vào ta và hề hề yên lặng chết đi là được rồi. Thường lăng nói. Băng phượng một cái lảo đảo, suýt chút nữa, không có ngã nhào một cái ngã xuống. Chỉ hề cười ha hả như chuông bạc tiếng cười, tràn ngập toàn bộ bên dòng suối nhỏ, mười phần dễ nghe. Nàng muốn là buồn bực không lên tiếng chết, coi như khế ước thú băng phượng, cũng muốn buồn bực không lên tiếng chôn cùng nếu như nàng thật yên lặng chết đi, cũng không thông báo một chút, băng phượng khả năng tại nước sông thời điểm, đi đường thời điểm, bay lượn thời điểm, thậm chí khả năng trang bức đánh mặt thời điểm. Bỗng nhiên liền chết. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, chỉ hề cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Thường lăng quá xấu, luôn khi dễ lão nhân ra. Các ngươi, các ngươi hai cái này, thấp tu vi, thấp niên kỳ. Thấp thấy xa tiểu thí hài. Băng phượng nghiến răng nghiến lợi, liên tiếp dùng ba cái thấp chữ có việc liền liên hệ ta, đừng lén lút chết ta cũng không biết. Đánh giá điểm mười cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Không não tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Mời bạn đọc đến với huyền lục. Trường 1953, Vĩnh Cửu Cạnh Băng Diệt Tám. Há, tốt, chỉ hề gật đầu, vậy ngươi có thể có thời gian lúc một điểm, nhà của ta hề hề rất chiều chuộng. Thường lăng nói, phi, không nhìn ra nàng điểm nào chiều chuộng. Nàng người mang thần ma huyết mạch một khi bị phát hiện sẽ bị đuổi theo đầy đường chạy. Nàng pháp lực không đủ mạnh thái độ, đụng tới cái gì thần tôn, không cẩn thận đã bị miểu, nàng tính khí có chút lớn, thường xuyên hội u buồn, một cái luẩn quần trong lòng, khả năng liền tự sát. Băng phượng trừng trọng mắt đều muốn rơi ra tới. Khuyết điểm làm sao nhiều như vậy? nếu không tại sao gọi chiều chuộng, băng phượng một hơi thở ngăn ở lòng ngực không nuốt trôi, cũng phun không ra, nhất định chính là đang khi dễ người. Quá phận, hắn chính là người người kính ngưỡng băng phượng. Cũng không phải là đầy phố đều có thể gặp phải tạp mau phượng hoàng. Băng phượng tôn quý loại kia, mới không phải hai cái này tiểu thí mau hài tiếp thân nô bộc Cái kia ý ngươi là nói, muốn ta theo các ngươi rồi. Băng phượng nghiến răng nghiến lợi chừng lấy hai người trước mắt chỉ cần bọn hắn dám nói một tiếng đúng hắn liền tiến lên theo chân bọn họ đồng quy vu tận tính không có tự do còn sống rắm không có người đừng theo vướng bận băng phượng hiện tại liền muốn xông qua theo chân bọn họ đồng quy vu tận chỉ hề nghe thấy hai người cãi nhau đấu võ mồm cười miệng tâu toét cái này băng phượng bị thương lăng khi dễ quá thảm thế nhưng thật tốt sung sướng kiềm nén lâu như vậy kinh lịch bao nhiêu lần khẩn trương không thôi nguy cơ sinh tử bây giờ thật sự là tâm tình đều trầm tĩnh lại được rồi ngươi đừng khi dễ hắn a à, một hồi hắn khóc ngươi lừa sao không lừa ta chỉ lừa ngươi băng phượng suýt chút nữa không có phun ra một ngụm máu đến nói xong không khi dễ đâu lại bắt đầu đẹp đẽ tình yêu cay con mắt độc lỗ tai hừ ta đi các ngươi cho ta cẩn thận một chút đừng để cho ta lại nhìn thấy các ngươi tốt nhất vĩnh viễn không gặp nhau gặp lại chỉ hề phất tay một cái nụ cười mười phần sán lạn tiểu nha đầu ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu ừm thương lăng cái này nhân loại hư đến trong xương, ngươi đừng bị hắn bán trả lại cho hắn kiếm tiền thêm một chút tâm a à. há ta biết ta liền thích hư hừ băng phượng tức giận hừ một tiếng tức giận bất bình một cái xoay người bay đi nhìn lấy nó rời đi bóng lưng giữa không trung băng cánh chim màu xanh lam không ngừng huy động lưu lại từng chuỗi quang mang vô cùng đẹp nhìn băng phượng đi xa chỉ hề thu tầm mắt lại quay đầu nhìn về phía thương lăng ta vừa mới tại băng phượng phía trên chứng kiến bọn hắn chỉ hề nói tất cả mọi người bọn họ đều còn sống chỉ là tản mát tại khác biệt địa phương thương lăng gật đầu chúng ta bây giờ phải làm gì muốn đi tìm bọn họ sao không cần bọn hắn tạm thời đều an toàn thương lăng nói cũng thế bọn hắn phân tán tại từng cái khác biệt địa phương muốn từng cái tới cửa đi tìm sợ rằng toàn bộ thần giới đều muốn gặp ngươi một lần chỉ hề than nhẹ một tiếng hấp thu lam quang sở hữu bảo thạch màu lam sau đó chỉ hề tu vi có cực đại cấp độ đề thăng bây giờ nàng đã bước vào thượng thần cấp bậc, nhưng may là như vậy, nàng cũng chỉ là một thượng thần. Không có ngọc bích tương trợ, nàng ai cũng không giết chết. Thường lăng trở lại thần giới, là có mục nàng không muốn bởi vì nàng rêu rao mà đánh loạn hắn kế hoạch. Tất nhiên tất cả mọi người mạnh khỏe, vậy thì mỗi người bảo trọng một thời gian ngắn. Một ngày nào đó, bọn hắn vẫn là hội đoàn tụ. mươi 1954, Vĩnh Cửu Cạnh Băng Diệt Chín đi thôi, trước tiên tìm một nơi chữa thương, nhân tiện dung hợp pháp lực. Thường lăng dắt chỉ hề tay, chỉ hề gật đầu, theo thật dài dòng suối nhỏ tiếp tục. Bọn hắn mới vừa rời đi không lâu, một đạo sạch sẽ gọn gàng cái bóng liền từ phía sau bay ra ngoài. Cửu thiên điểm mũi chân một cái, rơi vào bên dòng suối nhỏ trên đá. Nàng vừa mới rơi xuống, chỉ nghe phía sau có tiếng gió, nàng lập tức thay đổi cái phương hướng lại nhanh chóng bay đi bay nhiều lần sau đó trước mặt nàng phượng từ ngăn lại lối đi nàng chỉ có thể dừng lại tiểu cửu nhi ngươi nghĩ chạy đi nơi nào phượng từ chúng ta lúc đó mỗi người đi một ngả đi thật là ngươi còn không có đối ta phụ trách ngươi một người nam nhân muốn ta phụ cái gì chứ ta không có thuần khiết còn bị đánh mấy trận cái kia hoặc là ngươi đánh trở về đánh coi như ta không đánh nữ nhân vậy ngươi muốn như thế nào ngủ trở về cửu thiên trợn lên giận dữ nhìn phượng từ liếc mắt lưu manh này quả thực như thế nào? Thành giao sao? Ngủ tiếp một lần để cho ta áp ngươi, hai chúng ta sạch. Không biết xấu hổ. Vậy ta chỉ có thể theo ngươi. Không được, Cửu Thiên một cái xoay người, lách qua Phượng Từ, quay người lại bay đi. Nàng cũng không muốn mang theo Phượng Từ cái này con ghẻ. Nàng còn muốn trở lại chính mình trên đường, nàng tuyệt đối không thể bị Phượng Từ đánh loạn nhân sinh. Cửu Thiên nghĩ như vậy, càng nghĩ càng kiên định, càng nghĩ càng không lay được. Nàng đầu cũng không quay lại bay đi. Bay đi, ngược lại ấn ký vẫn còn, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Đều vẫn là một dạng phải trở về bên cạnh ta. Phượng Từ nhìn lấy Cửu Thiên bay đi, lười biếng ở sau lưng nàng rơi xuống một câu nói như vậy. Cửu Thiên thân hình dừng lại, nghiến răng nghiến lợi bay nhanh hơn. Một ngày nào đó, nàng hội giết cái này phá ấn ký. Chứng kiến Cửu Thiên bay không sai biệt lắm, Phượng Từ đang muốn đi đuổi theo thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Gì? Biểu đệ ngươi đây là tại các loại chờ ai? một thân một mình ở chỗ này làm cái gì phượng từ sở hữu nụ cười lập tức thu nét mặt đổi một bộ lạnh lùng thần sắc hắn chậm rãi quay đầu chỉ thấy tử ngọc đang hướng về hắn đi tới không có quan hệ gì với ngươi dường như vừa mới cái kia là phượng tộc muốn theo đuổi đào phạm tử ngọc câu môi cười nhạt trong mắt tất cả đều là nghiền ngẫm ngươi không đến ta còn suýt chút nữa quên có chút nợ chúng ta có thể coi là tính toán đây phượng từ không để ý đến hắn lời nói mà là đem lời phong chuyển hướng một bên từ ngọc sắc mặt trắng nhợt hắn lui lại một bước người có ý gì giữa chúng ta có cái gì nợ biểu ca dường như có chút dễ quên ban đầu ở vĩnh lăng sơn là ai ám toán ta ta không biết ngươi tại nói cái gì ngươi có thể không biết ta biết là được ngươi đừng nói bậy không có chứng cứ ngươi đừng ngậm máu phun người coi như bẩm báo tổ phụ nơi đó ta cũng là không sợ ngươi ta sẽ không cáo thế nhưng ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn Phượng từ câu dẫn ra một bên khóe môi, lộ ra lau một cái nguy hiểm nụ cười. Người bớt ở chỗ này hù dọa người. Hừ, tử ngọc vung tay lên, xoay người ly khai, trước khi đi còn nhắc nhở một câu. Tổ phụ để cho ta tới tìm ngươi, nhanh đi về. Phượng từ nhìn lấy tử ngọc ly khai. Trong con người nhan sắc dần dần thay đổi sâu, lộ ra một cổ phong vân biến hóa kỳ lạ mùi vị. Vĩnh Lăng Sơn một chiến sau đó, ma giới huyết lộc ma uyên, cùng với thần giới lục đại thị tộc tại cuối cùng cùng với sang bằng các trở về vị trí cũ. Song phương đều có tổn thất, đặc biệt thần giới càng sâu. Lần này, vô luận là phương đó, một cái kia thị tộc đều tổn thất đại lượng đệ tử, tổn thương nguyên khí nặng nề. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Không não tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với huyền lục. Chương 1955 Kim Linh mộng cảnh 1. Thần giới sở hữu thị tộc cùng với rất nhiều môn phái nhỏ cũng bắt đầu một lần nữa chỉnh đốn, nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục nguyên khí. Lần này bị ma giới đánh lén, thần giới tổn thất nặng nề. Nếu như thần giới không thể mau sớm khôi phục liền sẽ vẫn luôn bị ma giới chèn ép. Nếu như liên tiếp bị đánh áp như vậy thần giới liền sẽ rất dài một thời gian ngắn ở hạ phong, rất khó tái khởi tới. Thần giới hầu như tất cả mọi người mọi người ý thức được vấn đề này ở mọi phương diện dưới áp lực thần giới lục đại thị tộc tộc trưởng tiến hành một lần gặp mặt. Thần giới trên dưới, vô số ánh mắt con mắt cũng chờ lần này gặp mặt kết quả. Bởi vì nó hội liên quan đến thần giới tương lai phát triển. Gần, đại sự này tràn ngập toàn bộ thần giới, thành thần giới chi nhân, trà dư tử hậu đề tài câu chuyện. Một cái xanh tươi bên con đường nhỏ bên trên, một cái giản dị trà sạp khoát lên bên con đường nhỏ. Sạp bên trên, ngẫu nhiên có chút đi ngang qua người ở chỗ này nghỉ ngơi, ăn một chút gì. Ông chủ tiếp nhận một khối thú tinh, ngược lại hai chén ngọc lộ rượu ngon đưa tới. Tới đấy, khách quan. Ngài ngọc lộ rượu ngon đến, mời từ từ dùng. Chỉ hề cùng thương lăng ngồi ở bên cạnh cái bàn, chỉ hề tiếp nhận ngọc lộ rượu ngon một chút nhâm nhi thưởng thức. Đoạn thời gian này, thương lăng mang nàng đi qua rất nhiều nơi. Để cho nàng đối thần giới có một cái đại thể dài. Dọc theo đường đi, vui chơi giải trí vui đùa một chút, chỉ hề đều có thể biết rõ thần giới địa phương nào, thứ gì ăn ngon nhất bên này đi vừa tu luyện sinh hoạt quá thích ý thích ý đến nàng có chút lười biếng chỉ hề ở bên cạnh uống hắn bàn người tại bên kia thảo luận các ngươi nghe nói sao thần giới vì mau sớm khôi phục nguyên khí bắt đầu tốn nhiều sức cường điệu bồi dưỡng nhân tài vậy cũng không chúng ta một trận chiến này tổn thất quá thảm trọng khi đó chiến cái kia kịch liệt a trời đều hồng mây đều vỡ ai ngươi lúc đó tại làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy ta nào có cơ hội đi lợi hại như vậy địa phương a à, ta đều là nghe nói vậy ngươi còn nghe nói cái gì nhanh nói một chút trừ chém giết kịch liệt vĩnh lăng sơn đổ nát bên ngoài cực kỳ xuất sắc nhất chính là cái kia cưỡi băng phượng đại năng hiện tại mọi người đều gọi hắn là dạng đông chi thần lúc kia bầu trời từng đợt lam quang a à, thất thải tường vân dây lụa phiêu phiêu kia trường cảnh quá thần thánh quá chấn động chỉ hề một bên nghe một bên cảm thấy đặc biệt buồn cười nào có như vậy phù khoa khiến cho cùng cái gì biểu diễn giống như. Thường lăng giơ tay lên đẩy ra chỉ hề bên khóe miệng toái phát. Nhà của ta hề hề, hiện tại là dạng đông chi thần. Vậy ngươi chính là dạng đông thần phu. Thường lăng khẽ cười, hắn tiếng cười rất thanh thúy, như là nước suối len keng đồng dạng dễ nghe. Chỉ hề cùng thương lăng cùng một chỗ thời gian rất nhiều, thế nhưng nghe được hắn cười đến như vậy vui mừng, số lần lại ít lại càng ít. Đại đa số thời gian, thần sắc hắn đều là băng lãnh một số ít thời gian hắn sẽ lộ ra cười yếu ớt nhưng cười ra tiếng thật so mọi người làm không biết mệt băng phượng bay trên trời còn khó có thể nhìn thấy vậy thì đa tạ hề hề phong thường đâu có đâu có ngay tại hai người trêu đùa một hồi này bên kia khách nhân đã bằng vào chính mình tưởng tượng bà lúc đó tràng cảnh phù khoa phù khoa lại phù khoa nói một lần nói sau đó còn một câu ta cái này miêu tả đặc sắc trình độ hoàn toàn không địch lại lúc đó tình huống là một phần mười chỉ hề suýt chút nữa nhịn không được muốn đi phản bác hắn. Ngài cái này miêu tả, trước đây tình huống còn không có ngài một phần mười, canh 1956, Kim Linh Mộng Cảnh 2. Nhưng vào lúc này, bọn hắn thoại phong nhất truyền, để cho chỉ hề hứng thú. Các ngươi có biết lục đại thị tộc tộc trưởng đã thương nghị ra phương án ứng đối sao? Cái gì, đã có kết quả, nhanh nhanh nhanh, nói mau, đúng vậy, ngươi làm sao không nói sớm đâu, điều này rất trọng yếu a à thần giới muốn mở kim linh mộng cảnh trời ạ à, thật muốn mở sao cái này là trăm vạn năm đều không nhất định có một lần chuyện thật tốt à quá tốt ta nhất định phải đi đây là một cái cơ hội tuyệt hảo khoan 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 cái gì là kim linh mộng cảnh người đây cũng không biết người nơi nào đến sát vách bàn người quay đầu nhìn về phía bỗng nhiên sen mồm tiến đến chỉ hề nhìn về phía hạ thổ bánh bao liếc mắt liếc nhìn nàng một cái chỉ hề sờ mũi một cái cười gượng hai tiếng nhưng vẫn là chờ lấy bọn hắn vội tới nàng phổ cập khoa học kim linh mộng cảnh là thần giới trí tôn bảo địa đó là lão tổ tông trước đây lưu lại đồ vật là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện tiến vào kim linh mộng cảnh người sẽ có rất nhiều cơ hội ở trong giấc mộng có rất nhiều mộng cảnh chi quái chỉ cần giết chết những cái kia mộng cảnh chi quái là có thể tu tập được trên người quái vật linh khí do đó tiến hành tu luyện trừ đánh chết mộng cảnh chi quái bên ngoài lợi hại còn có thể đi giết người một khi bà người khác giết chết người khác thu thập linh khí liền tất cả thuộc về chính mình cái kia chính là bạch kiềm chỉ hề sững sờ nàng hỏi bởi vậy thần giới người chết chẳng phải là càng nhiều cũng không phải là ở trong giấc mộng chết đi cũng không phải là chết thật bởi vì đó là mộng cảnh cái kia chết đi về sau liền đi ra không phải chết đi về sau hội trở lại một cái nào đó riêng điểm một lần nữa trở lại qua Vậy lúc nào thì kết thúc đâu? Đến mộng cảnh kết thúc tất cả mọi người liền đều muốn đi ra, sau khi đi ra ở bên trong thu thập linh khí có thể toàn bộ mang ra ngoài. Chỉ hề bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nếu như ngươi tại bên trong gặp phải bảo vật giống nhau là có thể mang ra ngoài. Không phải ta thổi, kim linh mộng cảnh bên trong, một bước một cái bảo, gặp đều nhặt không hết. Chỉ hề lại nghiêm túc một chút gật đầu. Người kia xem người quê mùa một dạng nhìn lấy Chỉ hề cái này kim linh mộng cảnh bên trong linh khí là muốn dựa vào tồn đi qua thời gian dài thu thập thiên địa tinh túy linh khí tới chứa đựng hạ xuống cho nên kim linh mộng cảnh mở một lần yêu cầu khoảng cách phi thường lâu một triệu năm một lần xem như là nhanh có đôi khi thời cơ không thích hợp các loại chờ cái hơn ngàn năm cũng không kỳ quái cho nên lần này có thể may mắn gặp phải nó mở ra vậy thì thật là toàn bộ tinh thần giới phúc khí a người kia nói lấy tất cả mọi người nhịn không được kích động hoan hô lên chỉ hề đem đầu thu hồi lại trở lại vị trí của mình trong óc một mực đang nghĩ cái này kim linh mộng cảnh nàng mặc dù trên người có lam quang nhưng cái này dù sao quá cường đại nàng tự thân pháp lực còn chưa đủ để nếu là bị người đánh lén hoặc là cướp đi nàng căn bản liên đoạt hồi năng lực cũng không có cho nên việc cấp bách nàng nhất định muốn mau sớm đề cao mình thượng thần nghe rất lợi hại thế nhưng trên đỉnh phong thần cùng thần tôn hoành hành trong niên đại thượng thần nhằm nho gì huống chi cơ hội tốt như vậy, các đại thị tộc khẳng định trở về. Đến lúc đó, nàng tại Kim Linh mộng cảnh bên trong cũng có thể đơn giản tìm về vân triệt bọn hắn. Hơn nữa thương lăng thương thế cũng không có toàn bộ tốt, Lam Quang hắn không thể hấp thu, linh khí lại đối hắn vô cùng hữu ích. Chỉ hề nghĩ như vậy, liền ở trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải đi, chứng kiến chỉ hề chắc chắc dáng vẻ thương lăng không khỏi cười rộ lên. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ đỉnh luyện thần ma mên bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. Chương 1957 Kim Linh mộng cảnh 3. Hắn xoa bóp khuôn mặt nàng, hắn nói, làm gì đụng lên đi cho người ta lật người bạch nhãn. Bởi vì ta không biết Kim Linh mộng cảnh là cái gì nha. Ta hiểu, ngươi làm sao không hỏi đâu? Chỉ hề chợt gật đầu, đúng nha, Thương Lăng thật là thần giới thổ dân. Đứa ngốc Thường Lăng, cái kia Kim Linh mộng cảnh, ngươi đi qua sao? Đi qua, trăm vạn năm trước thời điểm, bên trong chơi thật khá sao? Chơi thật khá, chỉ cần ngươi hội chơi." Chỉ hề câu dẫn ra khóe môi, mọc lên ta vô kỳ hạn đợi, hai mắt còn kém không có mạo tinh tinh. Thường Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, trận này chỉ hề chơi được quá dạo chơi, càng lúc càng giống đứa bé. Hoàn toàn không có hắn lần đầu tiên gặp nàng, tại tiên yêu hai giới đại chiến thời điểm. Một bộ đồ đen thủ đoạn độc ác dáng vẻ, đối với dạng này cái biến thương lăng rất là ưa thích vài ngày sau tại kim linh sơn xuống tảng lớn thần giới người đều tụ tập ở một chỗ kim linh mộng cảnh có quy định nghìn vạn lần tuổi ở trên người không thể đi vào vì vậy thần giới người thế hệ trước đều chỉ có thể nhìn hài từ nhà mình sung sướng nhảy nhót đi vào bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài dưới cổ lên khổ đợi nhưng khổ đợi cũng có khổ đợi niềm vui tại kim linh sơn xuống có một khối cao vút trong mây thạch bích bây giờ trên thạch bích rỗng tuếch Thế nhưng rất nhanh, trên thạch bích liền sẽ tràn đầy tên. Tại vào kim linh mộng cảnh trước đó, mỗi người đều sẽ lưu lại tên mình. Mỗi người ở trong giấc mộng thu tập được linh khí giá trị đều sẽ ghi lại tại trên vách đá. Đây là trước đây lão tổ tông thiết kế ra được vì bồi dưỡng cùng khích lệ thần giới tân nhân sở thiết đưa. Vì đó là có thể càng trực quan, càng thấy rõ mỗi người ở trong giấc mộng biểu hiện. Do đó chọn lựa ra thiên phú tốt nhất, thực lực tối cường tân nhất bối thiên tài đi ra bồi dưỡng bọn hắn còn nhớ rõ trăm vạn năm trước, năm ấy hơn hai ngàn tuổi thiếu niên thiên tài thương lăng, bằng vào thiên phú kinh người cùng đáng sợ thủ đoạn đoạt được kim linh mộng cảnh đệ nhất. Nghiền ép vô số mấy triệu tuổi lão nhân ra. Nhưng cũng không biết là phong mang quá lộ còn là bởi vì nguyên nhân gì. Thương lăng rất nhanh thì từ đỉnh đầu rơi xuống đến vũng bùn, về sau thậm chí bị khu trục đi man hoang chi địa chứng kiến khối này thạch bích thời điểm trải qua trước đây trận kia kim linh chi chiến người đều không khỏi nhớ tới thương lăng nhớ tới trước đây huy hoàng cùng khủng bố bây giờ cảnh còn người mất không biết lần này là ai đoạt được đệ nhất bảo tỏa lại là cái nào thị tộc có thể phong cảnh một thanh chỉ hề chứng kiến rất nhiều người đều vây quanh ở cao vót lại rộng lớn trước vách đá mặt nàng nghi hoặc quay đầu trở lại nhìn về phía thương lăng cái kia thạch bích là làm cái gì không có gì ngươi không cần quản chỉ hề gật đầu, nàng nói, chúng ta lần này tốt nhất khiêm tốn một điểm, buồn bực đại phát tài là tốt nhất, đừng chọc phiền phức. Thương lăng gật đầu, chờ chúng ta lông cánh đầy đủ, hoành hành thần giới thời điểm, trở lại từ đầu giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Thương lăng cười khẽ, biết không, khiêm tốn một chút, được, chỉ hề lòng tràn đầy vui mừng, nàng rất ưa thích cái này kim linh mộng cảnh. Thương lăng nói, bên trong rất lớn, muốn gặp phải một người cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên, nàng coi như ở bên trong làm nhiều hơn nữa sự tình, giết nhiều người hơn nữa, đoạt nhiều hơn nữa linh khí, cũng sẽ không có người biết. Thường lăng khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, hắn nói, một hồi đi vào lưu lại tên sau khi, không cần tả chân tên. Ta biết a, à, khiêm tốn nha, bất quá viết tên có ích lợi gì? Không có ích gì, chính là ghi lại một chút. Ừm, chỉ hề chợt gật đầu. Canh 1958 kim linh mộng cảnh 4 đi thôi sau nửa canh giờ kim linh sơn bên trên, một hồi kim quang đại thiềm. Kim quang soi sáng tới chỗ, đều là mộng cảnh phạm vi. Bất luận kẻ nào, có thể từ bất kỳ chỗ nào tiến vào mộng cảnh. Vì vậy, chỉ hề cùng thương lăng khiêm tốn lựa chọn một cái không người địa phương đi vào. Chỉ hề mới vừa tiến vào, trước mắt liền xuất hiện một khối kim quang thẻ bài. Chỉ hề nhớ tới thương lăng lời nói, không cần tả chân tên. Thế là, nàng tại kim quang trên bảng hiệu viết xuống vài cái chữ to, giết đến cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Viết xong sau đó, kim quang thẻ bài lóe lên, dung nhập vào trong cơ thể nàng. Kim quang thẻ bài sau khi biến mất nàng rốt cục chứng kiến mộng cảnh tràng cảnh. Nàng vào phương, là một cái bên hồ nhỏ. Nàng vừa quay đầu lại, chứng kiến chậm rãi đi tới thương lăng, toàn thân áo trắng, yêu nhã ung dung. Chỉ hề ánh mắt không khỏi hướng phía thương lăng nghiêng mắt nhìn qua đi. Nhìn cái gì? Người viết tên là gì? Thường lăng cười thần bí, không nói cho ngươi. Chỉ hề nheo cặp mắt lại một bộ tìm tòi nghiên cứu dáng vẻ nhìn chằm chằm thương lăng. Thường lăng đưa tay dắt chỉ hề tay. Đi thôi, bên kia có mộng cảnh chi quái, chúng ta đi trước giết chết bọn hắn. Chỉ hề tu hồi tìm tòi nghiên cứu chỉ chớp mắt liền hướng phía những cái kia mộng cảnh chi quái tiến lên. Đừng có dùng ma khí cùng thần ma chi lực kim linh mộng cảnh hội cảm ứng được. Biết rồi, coi như chỉ dùng thần lực ta cũng có thể quét ngang bọn hắn nàng khoát tay phóng xuất từng đạo thần lực giống như là vũ tiễn đồng dạng hướng phía mộng cảnh chi quái giết đi qua rầm 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 rất nhanh những cái kia mộng cảnh chi quái đã bị miểu sát rất nhanh những cái kia linh khí liền hướng phía chỉ hề phiêu thượng tới thường lăng mang theo chỉ hề một đường đi một đường giết hầu như đều là chỉ hề đang xuất thủ thường lăng cơ hồ không có động thủ qua bọn hắn dọc theo biên giới nhiễu vài vòng bà trên đường gặp phải tiểu quái đều giết chết càng đi trung tâm đi, những cái kia mộng cảnh chi quái càng lợi hại, trên người linh khí cũng càng nhiều. Chỉ hề giết được quên cả trời đất. Một đường đi tới, bọn hắn gặp phải không ít tán tu, vẫn còn không có gặp phải lục đại thị tộc người, đại khái là bởi vì bọn hắn đi vào giấc mộng hoàn cảnh phương quá hẻo lánh. Kim linh mộng cảnh bên trong mộng cảnh chi quái chia làm 12 cấp, phía ngoài cùng cái kia một vòng chỉ có nhất cấp tại trung tâm nhất sẽ có một cái duy nhất 12 cấp quái xuất hiện chỉ hề giết quái tốc độ rất nhanh, hướng phía trung tâm xuất phát tốc độ cũng rất nhanh. Không có vài ngày thời gian, chỉ hề cũng đã đến 10 cấp bãi quái khu vực. 10 cấp quái bắt đầu, xuất hiện tần suất đã trở nên rất thấp. Có đôi khi, chỉ hề chuyển tốt vài vòng, cũng không tìm tới một cái 10 cấp quái. Chỉ hề chán đến chết ngồi ở bờ sông nhỏ bên trên, cầm trong tay tiểu thạch đầu, không ngừng hướng sông nhỏ bên trong ném. Nàng tới lui chân nhỏ, khẽ hát một bộ mười phần nhàn hạ dáng vẻ. Thương Lăng ngồi ở bên cạnh Khoan Thai cùng nàng, hoàn toàn không có một chút khẩn trương nhịp điệu. Ta còn cá mau mau mập, mau mau nuôi cho mập mập. Kim Linh mộng cảnh ở ngoài, trên vách đá đã xuất hiện hầu như tất cả mọi người tên. Đã đi vào chừng mấy ngày, tất cả mọi người từng thu được linh khí, chỉ cần có linh khí sẽ xuất hiện tại trên thạch bích. Lúc này, tại trên thạch bích không sai biệt lắm 100 danh vị đưa, có một cái tên đặc biệt dễ thấy. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại đa số người tên đều rất bình thường trên cơ bản đều là tông môn tiền tố thêm tên mình. Nhưng này một cái đặc biệt dễ thấy tên đặc biệt không giống người thường, dậm dạp tên bên trong, đơn giản là có thể tìm ra. Liếc mắt nhìn sang, để cho người ta cảm thấy trong lòng cũng rất không thoải mái. Đánh giá điểm 9 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Đỉnh luyện thần ma mên bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. chương 1959, Kim Linh mộng cảnh ngũ. Giết đến cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra, người kia là ai a, à, lớn lối như vậy. Hắn cũng chính là dám lấy cái tên mà thôi, nhìn hắn bài danh thấp như vậy. Đúng vậy à, mới hơn 100 tên, thí điểm bản lĩnh cũng không có, còn kiêu ngạo như vậy. Đừng để ý đến hắn, nhìn một chút người ta đệ nhất danh, cẩm thần, cái kia danh tự, dễ nghe biết bao, nhiều yêu Mỹ. Thật không nghĩ tới, lần này đệ nhất danh lại là thiên tộc đệ tử trước đó là thương lăng lần này là cẩm thần đúng vậy thiên tộc từ xưa ra thiên tài sao tên thứ hai dĩ nhiên là phượng tộc phương phỉ. không phải nghe nói bọn hắn muốn đám hỏi sao về sau cái này phương phỉ cũng là người của thiên tộc thiên tộc đây là muốn xưng bá thần giới sao quá lợi hại thần tiên quyến lữ a à, không ít người nhìn lấy thạch bích kinh thán không thôi ở phía xa cao tọa phía trên phong ngật xa xa liền nghe được mọi người thảo luận đầu ngón tay hắn đốt cái ghế nhếch miệng lên lau một cái tỏa mãn nụ cười Kim Linh mộng cảnh chỉ mở 10 ngày. 10 ngày sau, tất cả mọi người sẽ bị đưa ra. Một trong chớp mắt cửu thiên đi qua, cũng chỉ còn lại có ngày cuối cùng. Cửu thiên đi qua, trên cơ bản thứ tự cũng đã quyết định, đại thể là sẽ không thay đổi. Bây giờ tình thế, cẩm thần vẫn là đệ nhất, kéo ra phía dưới rất nhiều người tích phân, ngồi vững bảo tỏa. Phương phỉ đã từ đệ nhị rơi đến đệ tam, nhưng tình thế như trước rất cường thế. Tên thứ hai biến thành long tộc long húc xem ra trước đây tam bảo tọa phải là thiên tộc, phượng tộc cùng với long tộc ngồi vững. Mặc dù lớn cục đã định thế nhưng ngoài ý muốn cuối cùng sẽ không ngừng trình diễn. Riêng là ngày thứ 10, năm đó thương lăng chính là tại ngày thứ 10 thời điểm. Từ một cái không thấy được vị trí trong nháy mắt xếp hàng đệ nhất danh. Có thương lăng loại này ngoại tộc huyết lệ giáo huấn, đến ngày thứ 10, thứ tự rất cao nhân, gần như không hội lại dễ dàng xuất hiện. Bằng không chết một lần, chuyến này liền đến không? ngày thứ mười mỗi người tâm đều rất chặt không ngừng nhìn chằm chằm đứng hàng thứ thượng biến hóa cái kia làm người ta chán ghét giết đến cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra đã từ hơn một trăm tên rơi đến hơn hai trăm tên đối với hắn khuynh hướng này các khách xem đều hết sức hài lòng đây quả thực là mạnh mẽ đánh mặt a à. thật không biết xấu hổ hy vọng hắn hôm nay đã bị giết không sai cút ra khỏi bảng danh sách a à, cẩm thần thật là lợi hại một đời mới thiên tài xuất hiện ta cảm thấy vẫn là trước đây thương lăng càng ngông cuồng hơn một ít dù sao hắn trước đây xưng bá thời điểm mới hai ngàn tuổi bây giờ cẩm thần cũng hơn một triệu tuổi nhưng thương lăng kết quả cuối cùng thê thảm như vậy có cái gì tốt ước ao đừng nói mau nhìn thạch bích bài danh động kim linh mộng cảnh bên trong cùng một dòng sông nhỏ bên cạnh chỉ hề dính điểm thủy tắm một thanh khuôn mặt nàng vừa hư tiểu khúc một bên ở trong miệng yên lặng nhắc tới lên tinh thần bắt đầu làm việc khiêm tốn làm việc buồn bực đại phát tài Đúng, Thương Lăng, ngươi biết hiện tại bảng xếp hạng đầu tiên là người nào không? Không biết thế nhưng ngày cuối cùng là 12 cấp đại quái xuất hiện thời gian, lợi hại đều sẽ đi một hồi. Ngươi xem ai không vừa mắt liền giết." Thương Lăng nói. "Tốt, xem ai không vừa mắt liền giết đến cha hắn mẹ cũng không nhận ra." Chỉ hề tràn đầy phấn khởi đứng dậy. Tại Thương Lăng dẫn dắt phía dưới, hai người bọn họ rất nhanh thì tìm được 12 cấp đại quái xuất hiện vị trí. Bọn hắn đến lúc đó, đại quái đã xuất hiện nó thân thể vô cùng khổng lồ, xa xa nhìn sang tựa như một ngọn núi như vậy nguy nga. Cành 1960, Kim Linh mộng cảnh sáu rất nhiều tại nó bên cạnh công kích người khác. Tại so với phía dưới có vẻ vô cùng miểu viễn xem giống như là một điểm đen. Từ chỉ hề góc độ nhìn sang, có thể chứng kiến rất nhiều người đang công kích nó. Thế nhưng nếu như nhiễu một vòng, nàng sẽ phát hiện công kích cái này đại quái người, xa không chỉ nàng nhìn thấy. Bởi vì quái quá lớn, bất kỳ cái gì một cái phương hướng đều có thể ngăn trở rất nhiều người. Chỉ hề cẩn thận nhìn chằm chằm giữa không trung, nàng nhiễu một vòng, phát hiện giữa không trung Lại có người quen cũ, chứng kiến người của phượng tộc chỉ hề hai mắt liền phát sáng. Nàng nheo mắt lại, nhếch miệng lên lau một cái rảo hoạt. Hoặc là, lấy trước phượng tộc khai đao. Lục đại thị tộc sau đó, hiện nay, duy nhất có thù, chính là phượng tộc. Tốt, đều tùy ngươi lúc này, chỉ hề mắt sắc phát hiện tại phượng tộc đệ tử bên trong có một cái nam tử đặc biệt phá lệ. Hắn dùng pháp thuật cùng phượng tộc pháp thuật cũng không giống nhau. Hắn không phải là người của phượng tộc, chỉ hề chỉ chỉ nam tử kia đối thương lăng hỏi, người kia là ai? Cẩm thần. Chỉ hề sững sờ, cẩm thần. Không phải là thiên tộc cái kia cẩm thần sao? Không phải là muốn cùng phượng tộc phương phỉ đám hỏi cái kia cẩm thần sao? Không phải là thay thế tương lăng tại thiên tộc diễu võ dương oai cái kia cẩm thần sao? Chỉ Hề quay đầu nhìn về phía Thương Lăng, nàng nói, trước hết giết cẩm thần. Vì sao, khó chịu hắn, thiên tộc cháu ruột, nhằm nhò gì? Thương Lăng nhìn lấy Chỉ Hề, trong mắt xem qua một tia ôn nhu. Chỉ Hề buông tha hận nhất phượng tộc ngược lại nhằm vào không oán không cừu cẩm thần. Không phải là vì hắn tổn thương bởi bất công sao? Tốt, ngươi nói giết hắn liền giết hắn. Vậy ta lên trước, ngươi đuổi kịp. Chỉ Hề nói, "Được." Chỉ Hề điểm mũi chân một cái, hướng phía giữa không trung bay lên chứng kiến phía sau bỗng nhiên ra nhiều một cô gái, cẩm thần kể cả phượng tộc đệ tử đều nghi hoặc quay đầu trở lại. Người là ai? Phượng tộc dẫn đầu phương phỉ hỏi, thức thời đi nhanh lên. Nơi này là phượng tộc địa bàn. Rất nhiều tán tu bình thường tìm không rõ địa phương, không cẩn thận vào sai người khác lãnh địa cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Phương phỉ chỉ coi nàng bay sai chỗ, mở miệng cảnh cáo một chút nàng, để cho nàng ly khai. Ta là ai cũng không biết, ngươi xứng đáng ngươi tốt tỉ tỉ nghe thường sao. Phương phỉ sững sờ còn không đợi nàng hỏi ra miệng lại nghe được bên cạnh từ nham hét lớn ra. Phương phỉ tỷ tỷ, nàng chính là tại man hoang chi địa giết nghe thường tỷ tỷ nữ nhân kia. Gì trí nhớ không sai nhưng ngươi còn giống như quên sự tình. Chỉ hề cười nói, chuyện gì, từ nham sắc mặt trắng nhợt, chính là còn từng trải qua đoạt ngươi tốt mấy cái yêu thú. Đồng thời còn giết ngươi phượng tộc trưởng lão tông quang một cái kia chỉ hề vừa dứt lời sở hữu người của phượng tộc sắc mặt đều trở nên cực vi khó coi đây là không phải là cố ý tới cửa tìm việc sao giết bọn hắn phượng tộc nhiều người như vậy đoạt phượng tộc nhiều đồ như vậy thù mới hận cũ chung vào một chỗ lần này nhất định phải tính chỉ là người nữ nhân này thật sự là quá kiêu ngạo một cá nhân cứ như vậy chạy tới quá không đem phượng tộc để vào mắt huống chi nơi đây trừ phượng tộc còn có một cái bảng xếp hạng đệ nhất cẩm thần Lục đại thị tộc trong tay sẽ có pháp bảo, có thể nhìn thấy bên ngoài bảng xếp hạng tình huống. Cho nên bọn hắn rất rõ ràng, cẩm thần thực lực tối cường, bọn hắn căn bản không cần lo lắng. Người nữ nhân này, không khỏi cũng quá ngu xuẩn, không có biết rõ ràng tình huống, liền lên tới tự chui đầu vào lưới sao? Tử âm cười lạnh nói, nhưng vào lúc này, Phương Phỉ tiến lên một bước, nàng nói, các ngươi lui ra phía sau, người nữ nhân này rất gian xảo, đừng để cho nàng giết. Tốt phượng tộc chi nhân nhất tề lui lại, phương phỉ một cá nhân đứng ở phía trước. Giữa lúc chỉ hề cho rằng muốn đấu võ thời điểm, cẩm thần tiến lên ngăn ở phương phỉ phía trước. Loại chuyện nhỏ này, ta thay ngươi làm thay liền tốt. Phương phỉ cười yếu ớt thẹn thùng xem cẩm thần liếc mắt gật đầu, sau đó lui về phía sau trở về. Cô nương, xin lỗi, ta muốn đối ngươi động thù. Cẩm thần nhìn lấy chỉ hề. Chỉ hề câu môi cười yếu ớt. Xem, nàng muốn giết cẩm thần, hắn liền chủ động đưa tới cửa, thực sự là phối hợp A đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Đỉnh luyện thần ma mên bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. chương 1961 đánh tới cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra một. Ngươi nói ngươi muốn đối ta động thủ là một mình ngươi tới đâu? Vẫn là dẫn một đám người tới đâu? Chỉ hề lấy nhìn về phía cẩm thần, nụ cười mang theo vài phần sán lạn chỉ hề hỏi lên như vậy, cẩm thần thân là thiên tộc cháu ruột, phương phỉ vị hôn phu, hắn tuyệt đối không có khả năng nói dẫn người quần đấu. Dù sao, nam nhân đều cần thể diện, riêng là tại chính mình trước mặt nữ nhân, càng được cần thể diện. Quả nếu không, cẩm thần nói, ta một cá nhân liền có thể, ta sẽ không khi dễ ngươi một cô nương ra. Chỉ hề chợt gật đầu, nàng xem hướng phía sau phương phỉ cùng phượng tộc đệ tử. Nghe được sao? nhà các ngươi cẩm thần muốn đơn đấu, các ngươi kiềm chế chút, đừng đến lúc đó cho hắn mất mặt. Ngươi phương phì cao mày, chán ghét chừng lấy chỉ hề. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không động thủ, cẩm thần ca ca một cá nhân liền có thể thu thập ngươi. Lời này ta nhớ kỹ, chỉ hề khẽ cười gật đầu, tới, cẩm thần điểm mũi chân một cái, hướng phía chỉ hề bay tới. Ngươi là cô nương, ta để ngươi, ta không xuất kiếm. Đây là ngươi nói, đừng đổi ý, chỉ hề đương nhiên sẽ không nói cái gì, cứ việc xuất kiếm, ta sẽ sợ ngươi các loại lời nói. Cẩm thần không xuất kiếm, nàng phải đánh đến hắn không thể không xuất kiếm. Lại không có cách nào xuất kiếm, đó mới biệt khuất vậy mới muốn tức chết hắn. Ta đương nhiên sẽ không đổi ý ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ hồi đáp ta. Chỉ hề nói, ngươi lại muốn đùa giỡn hoa chiêu gì, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể kéo dài thời gian. Phương phỉ ở phía sau cả giận nói, nhà, còn không có gả đâu, chỉ sợ ta khi dễ ngươi phu quân a à, vậy nói rõ ta vẫn rất có bản lĩnh. Ngươi, Phương Phi tức giận đến khuôn mặt đều hồng, nàng chính là chán ghét cái này chỉ hề, liếc nhìn nàng liền chán ghét, đánh trong lòng chán ghét. Nàng cũng không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy cái này chỉ hề sẽ đoạt đi nàng rất nhiều thứ. Tựa như trước đây nàng giết tỷ tỷ mình, đoạt thương lăng một dạng. Phương Phi đừng nóng vội, để cho nàng hỏi là được. Cẩm thần nói, người năm nay mấy tuổi? Cẩm thần sững sờ, nhưng hắn vẫn là thành thực hồi đáp 180 vạn tuế. Há, vậy ta năm nay một vạn hai ngàn tuổi, ngươi cần phải nhớ kỹ nha. Chỉ hề cười đến rất vui mừng. Chỉ hề lời này rõ ràng chính là tại nói cho tất cả mọi người, nàng chẳng những là cô gái, hơn nữa niên kỳ phi thường liên cẩm thần số lẻ cũng chưa tới. Coi như cẩm thần thắng, cũng không có gì hay đắc ý, nhưng nếu là cẩm thần thua, như vậy khuôn mặt liền ném lớn cẩm thần mày nhăn lại đến, phía sau phương phỉ lại nhịn không được. Người nhiều lời như vậy, là muốn cho cẩm thần ca ca để ngươi sao? Có thể làm cho nhường cũng được. Ngươi! Phương phỉ quả thực cũng bị chỉ hề tức chết, nàng làm sao như vậy vô lại, làm sao như vậy lưu manh, làm sao như vậy không biết xấu hổ. Tức giận nha, nhưng lại vẫn là đành phải nhẫn nại. Ta nhớ kỹ, ta sẽ tận lực nhường lấy ngươi. Cẩm thần quả nhiên theo chỉ hề ý tứ đến, phía sau phương phỉ tức giận tới mức dơ chân chỉ hề trong lòng cười nở hoa. Cũng chính là cẩm thần loại nam nhân này mới có thể giả trang thân sĩ bị nàng nắm mũi dẫn đi tức giận đến phương phỉ chết khiếp. Muốn là đổi thương lăng, liền nói lý do đều sẽ không cùng ngươi nói, trực tiếp động thủ tiễn bay. Chỉ hề nghĩ như vậy, cảm thấy nhà mình thương lăng thực sự là tốt quá nhiều. Ta bắt đầu, cẩm thần nói xong, nhấc tay một cái, một đạo pháp lực hướng phía chỉ hề dâng mà đến. Chỉ hề cổ tay chuyển một cái. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng keng một tiếng, trường kiếm ngăn cẩm thần pháp lực, thật chỉ hề không sử dụng kiếm cũng là không quan trọng. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác chính là muốn dùng. Canh 1962, đánh tới cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra hai. Bởi vì Cẩm Thần càng là giả trang thân sĩ, giả trang phóng khoáng, nàng thì càng muốn hèn mọn chết hắn. Hai người rất nhanh thì chiến đấu cùng một chỗ, chiến đấu bắt đầu, Cẩm Thần bằng vào hắn cường đại tu vi chiếm thượng phong mà chỉ hề một mực tại lui ra phía sau, một mực tại phòng thủ, một mực tại thất thủ. Thấy như vậy một màn, phía sau Phương Phỉ còn có Phượng tộc đệ tử vẻ mặt giải hận. Ta còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại đâu, đây không phải là chính là muốn chết sao? Phương Phỉ lạnh rên một tiếng, trong lời nói tất cả đều là chào phúng. Đúng đấy, quả thực mù ngươi mắt chó, chỉ chút tài nghệ này cũng dám tới cửa. Từ âm ở sau người khẩn trương thêm mắm thêm muối. Hà hà, nếu không phải là cẩm thần công tử nhường lấy nàng, nàng hiện tại đã sớm chết. Phượng tộc đệ tử, người liếc mắt ta một lời, không ngừng lang nhục chỉ hề. Để giải bọn hắn trước đó tại chỉ hề nơi đây bị khinh bì. Sở hữu ngoại nhân đều cho rằng cẩm thần tại nhường lấy chỉ hề. Chỉ có cẩm thần tự mình biết hắn không có nhường, hắn căn bản là không công nổi. Cẩm thần mày nhăn lại đến, hắn càng đánh càng cảm thấy được bản thân xem nhẹ chỉ hề. Mỗi một lần luôn là nhìn lấy hắn phải thắng, lại luôn kém một chút như vậy không có thắng. Nếu như đây là cố ý, vậy cũng thật đáng sợ. Nàng lại có thể đem mỗi một bước đều khống chế được tốt như vậy. Cẩm Thần ca ca, đừng để nhường lấy nàng, nhanh giết nàng. Đúng vậy, Cẩm Thần công tử cùng với nàng loại này tiểu nhân vô sỉ không cần quá khách khí. Cẩm Thần công tử chính là quá có lễ phép, muốn là đến lượt ta, ta đã sớm treo lên đánh nàng. Cẩm thần ca ca, nhanh lên một chút kết thúc đi, chúng ta còn muốn đánh cái này 12 cấp đại quái đâu. Phương phỉ ở sau người lo lắng thúc giục, nàng cảm thấy càng đánh xuống dưới. Ngoài ý muốn càng nhiều. Nàng tuyệt không hy vọng nàng cẩm thần ca ca cùng cái này chán ghét nữ nhân có tiếp xúc quá nhiều. Cẩm thần không ngừng bị thúc giục, hắn nhăn đầu lông mày, có chút tâm phiền ý loạn. Hắn không phải là không muốn, mà là đánh lâu không xong hắn không nghĩ tới, niên kỳ liền hắn số lẻ cũng chưa tới chỉ hề, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Có thể kiên trì lâu như vậy, phải là thượng thần cấp bậc A, nếu thật sự là như thế. Vậy cũng quá kinh khủng, mới một vạn tuổi A. Nhưng vào lúc này, chỉ hề bỗng nhiên câu dẫn ra lau một cái rảo hoạt nụ cười. Tất nhiên bọn hắn cường liệt yêu cầu kết thúc trận này đối chiến, vậy thì kết thúc tốt. Cẩm thần sững sờ, hắn còn chưa hiểu chỉ hề lời nói là có ý gì tiếp theo một cái chớp mắt cường đại lại hùng hậu pháp lực lập tức từ chỉ hề trên người dũng mãnh tiến ra. Pháp lực như là gào thét nước biển đồng dạng bài sơn đảo hải mà đến. Trong nháy mắt tuôn hướng cẩm thần. Cẩm thần vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cái này pháp lực lập tức đụng vào, hắn sắc mặt trắng nhợt, thân hình một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đi. Thấy như vậy một màn, phượng tộc đệ tử triệt để sừng sốt, bọn hắn trợn to hai mắt quên phản ứng ngay tại cẩm thần bị lật tung cái này trong chấp nhoáng này, chỉ hề điểm mùi chân một cái, một cái thuấn di bay đến cẩm thần bên cạnh. Cẩm thần biến sắc đang muốn tránh ra, đã thấy một vệt sáng xanh tại hắn trước mắt hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh hồn hắn đau nhức thân thể cứng cỏng, lập tức mất đi sự khống chế. Nhưng vào lúc này, chỉ hề trường kiếm đâm một cái, trực tiếp đâm vào cẩm thần trái tim bên trong. a à đau nhức đánh tới, cẩm thần kêu thả một tiếng, không thể tin tưởng nhìn lấy chỉ hề nàng đến là làm sao làm được. Hắn cảm thấy lần này, chỉ hề thậm chí cũng không dùng hết toàn lực liền dễ dàng như vậy đem hắn cho dây. Cẩm thần chừng lớn hai mắt thân thể không ngừng hạ xuống. Trong nháy mắt đó, tuyệt vọng, thống khổ, sợ hãi, hối hận, không cam lòng, một đều sông lên đầu. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con tơ. Trường 1963, đánh tới cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra ba. Hắn đệ nhất, hắn sở hữu tích phân, không có tất cả cũng không có. Hắn dĩ nhiên cứ như vậy bị một cái nữ nhân cho giết, vẫn là một cái niên kỳ liền hắn số lẻ cũng chưa tới nữ nhân. Cẩm Thần quả thực điên cuồng hơn, có thể cho dù hắn lại hận, hắn cũng không thể cứu vãn. Oanh một tiếng, Cẩm Thần rơi xuống đất, mắt nhắm lại, triệt để chết đi. Quang mang lóe lên, Cẩm Thần thân thể tiêu thất, trở lại điểm phục sinh đi biến hóa này vẻn vẹn phát sinh trong nháy mắt, mau phượng tộc các đệ tử cũng không biết là làm sao phát sinh. Vừa mới không phải còn treo lên đánh chỉ hề sao, vừa mới không phải còn vẫn luôn chiếm thượng phong sao, cẩm thần là thế nào bị giết ngược, đến xảy ra chuyện gì, người của phượng tộc vẻ mặt ngẩn ra, phương phỉ sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm. Kim Linh mộng cảnh ở ngoài, thạch bích trước đó, vây xem khách bỗng nhiên phát sinh một chàng thốt lên. Mau nhìn, cẩm thần tên chớp động. Không thể nào, hắn tích phân nhiều như vậy, cũng bị Long Húc vượt lên trước sao? Ta không thể tin được cẩm thần làm sao lại xuống thứ tự đâu. Là rơi đến đệ nhị sao? Lúc này, trên khán đài phong ngật nụ cười trong nháy mắt tiêu thất cho mày đứng lên, hắn chăm chú nhìn thạch bích. Chỉ thấy cẩm thần tên tránh mấy lần sau đó, tiêu thất. Tên làm sao tiêu thất? Có phải là hắn hay không tích phân rất cao, đánh bể cái này bảng? Trên bảng danh sách thật không có hắn. Mau nhìn, vị trí số một xuất hiện tên mới tại trước mắt bao người trên vách đá xuất hiện vài cái chữ to giết đến cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra trong nháy mắt đó tất cả mọi người tạc tên này bọn hắn chú ý cực kỳ lâu nguyên do bởi vì cái này tên quá kiêu ngạo quá đáng ghét nguyên bản chứng kiến hắn vẫn luôn đi xuống trong lòng bọn họ còn thoải mái một ít ai biết hắn dĩ nhiên bỗng nhiên chạy đến đệ nhất đi rất đáng hận lớn lối như vậy vì sao không đánh vào mặt hắn a à? mau nhìn hắn tích phân tích phân thật là cao a so cẩm thần cao hơn nữa một điểm cái này tích phân hình như là trước hắn tích phân cộng thêm cẩm thần tích phân ý là hắn giết cẩm thần điều này sao có thể cẩm thần là thế hệ này tân sinh thiên tài còn có ai có thể giết hắn trách không được cẩm thần tên tiêu thất nguyên lai like hắn không có tích phân trong nháy mắt toàn bộ thạch bích trước đó bộc phát ra một hồi tiếng người huyên náo ai cũng không dám tin tưởng sự thật này dù ai cũng không cách nào tiếp thu sự thật này cái kia là giết đến cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra đồ quỷ sứ chán ghét, dĩ nhiên giết bọn hắn nhận định đại tân sinh thiên tài. Ngay tại tất cả mọi người chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm. Tên thứ hai, Long Húc tên chớp động, mau nhìn, Long Húc tên động. Hắn là không phải thay Cẩm Thần báo thù, hắn là không phải muốn lấy được đệ nhất. Long Húc, ngươi cần phải không chịu thua kém a. À. Lúc này, Long tộc trên khán đài, Long tộc tộc trưởng cảnh diệu chân mày nhíu lên đến, năm ngón tóm đến có chút chặt. Nhưng vào lúc này, Long Húc tên chớp động mấy lần sau đó, Tiêu Thất. Tiêu Thất lại biến mất, là ai giết, lại là cái kia giết đến cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra sao? Nhưng vào lúc này, tên thứ hai vị trí, một cái tên mới xuất hiện, đầu tiên là vợ ta. Chứng kiến tên này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này đây là tình huống gì? Thạch Bích xuất hiện khuyết điểm, cái này đầu tiên là vợ ta, là ai a? À? Làm sao trước đó đều chưa từng thấy qua hắn? mau nhìn, hắn tích phân, dường như đúng lúc là long húc tích phân. Cành 1964, đánh tới cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra bốn nói cách khác, trước hắn một cái tích phân cũng không có, vừa lên tới liền giết long húc, trực tiếp đệ nhị. Tê một hồi lại một hồi tiếng hít hơi truyền đến, hai người kia là ai, thật mẹ nó kiêu ngạo. Kiêu ngạo coi như, đẹp đẽ tình yêu là có ý gì. Không biết xấu hổ, bọn hắn nhìn chòng chọc một lúc lâu, may mà tên thứ ba phương phỉ không có bị giết tốt xấu có một cái bọn hắn người quen biết, cuối cùng là vãn hồi chút mặt mũi. Nhưng cho dù như vậy, thạch bích trước đó vẫn là vỡ tổ. Kim Linh mộng cảnh bên trong chỉ hề đứng tại chỗ, nàng hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình rất điệu thấp, chứng kiến cẩm thần chết đi, phương phỉ trợn lên giận dữ nhìn lấy chỉ hề. "Ngươi, ngươi nhất định là lấy cái gì gian kế hãm hại ta cẩm thần ca ca, hoặc là ngươi đi thử một chút." chỉ hề câu môi cười nhạt lộ ra lau một cái cười chào phúng dung. Đối mặt chỉ hề dạng này khiêu khích phương phỉ tức giận đến trên ngực hạ phập phòng. Nàng rất muốn xông tới thế nhưng nàng không dám mạo hiểm vào. Thật vất vả cầm đến đệ tam, nàng nếu như bị ám toán, liền tính không ra. Nhưng là bây giờ người nữ nhân này lớn lối như vậy. Thật làm cho nàng cực kỳ tức giận. Nàng hiện tại có chút đâm lao phải theo lao, ngoan thoại đã thả, không hướng cũng quá mất mặt thật là vạn nhất tại đây phương phỉ do dự thời điểm. Một cái bạch sắc thân ảnh chậm rãi bay tới chỉ hề bên cạnh dừng lại. Thương lăng, phương phỉ trừng lớn hai mắt nàng không nghĩ tới thương lăng cũng ở nơi đây. Hề hề đánh xong sao? Xong, người cái kia vô dụng thân thích ta cho đánh chết. Ừm, vậy những thứ này còn đánh sao? Trước lưu một hồi, ngược lại hôm nay thời gian còn dài hơn, để bọn hắn lo lắng hãi hùng cả ngày. Tốt, đều tùy ngươi. Thương lăng thần sắc đặc biệt ôn hòa, phương phỉ chứng kiến dạng này thương lăng trong mắt đều muốn ngã xuống các ngươi các ngươi đừng quá kiêu ngào phương phỉ khí chưa đủ vứt xuống câu này ngoan thoải chúng ta đi đừng để cho bọn hắn lại đánh lén chỉ hề nhìn lấy phương phỉ mang theo người của phượng tộc xoay người ly khai không khỏi rút rút khóe miệng đánh lén không hổ là một cái trong bụng mẹ đi ra phương phỉ ra mặt cùng nghe thường thật là không có kém chỉ là nhanh như chớp thời gian người của phượng tộc liền đều đi sạch mười hai cấp đại quái bên này chỉ còn lại có chỉ hề cùng thương lăng hai người. Ngươi vừa mới đi đâu? Tiện tay giết người nhanh như vậy, không có ngươi nhanh. Chỉ hề bán tín bán nghi nhìn lấy thương lăng gật đầu. Nàng luôn cảm thấy dường như có cái gì không đúng. Đi thôi, chúng ta đi bên cạnh đi dạo một chút, nhìn một chút cái nào không vừa mắt. Được. Kim Linh mộng cảnh ở ngoài thạch bích trước đó tiếng người huyên náo, huyên náo không thôi nhưng vào lúc này bảng danh sách phía trước tên thứ sáu vị trí bỗng nhiên chớp lên một cái mau nhìn có người bỏ lên leo đến tên thứ sáu hôm nay cái này bảng danh sách biến hóa cũng quá lớn a à? ta tích cái trái tim a à, đừng để đi ra cái gì thiên kỳ bách quái đồ vật liền tốt chỉ thấy tên thứ sáu tên tiêu thất một cái tên mới xuất hiện cửu thiên cửu thiên là ai làm sao chưa nghe nói qua tên này đúng vậy thật kỳ quái a à, chẳng lẽ là tán tu mau nhìn người thứ bảy cũng động Trời ạ, à, đây là muốn một lần nữa sắp xếp bảng danh sách nhịp điệu sao? Chỉ thấy người thứ bảy vị trí tiêu thất lại là một cái tên mới xuất hiện, tiểu cửu nhi đừng chạy. Vội vàng không kịp chuẩn bị, trước vách đá quần chúng lại bị mạnh mẽ làm một bà thức ăn cho chó. Hai người kia sẽ không cũng là một đôi A, à. đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Láo nháo ăn một pháo, len lút đại ngụy đọc sách người. Trường 1965, đánh tới cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra Ngũ. 8 phần 10 là cố ý thật không biết những người này đều là ai. Nếu như xuất thân Lục Đại thị tộc làm sao có thể không cần tên thật? Thật là nếu như không phải xuất thân Lục Đại thị tộc. Cái kia tán tu lợi hại như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, ngay tại mọi người đàm luận được quên cả trời đất thời điểm, bảng xếp hạng lại bắt đầu động. Cái này một hồi cũng không phải từng bước từng bước đang động mà là ba cái đồng thời đang động tại tên thứ tám vị trí xuất hiện một cái bọn hắn quen thuộc lại bình thường tên hồ tộc mộ kỳ chứng kiến tên này mọi người cuối cùng là thở phào một cái may mắn không phải là cái gì không biết người nhưng mọi người khẩu khí này còn không có tùng hoàn chỉ thấy mộ kỳ phía dưới xuất hiện hai cái tên tên thứ chín yêu nha nha tên thứ mười yêu vân triệt có người họ yêu sao khẳng định có a chữ thứ nhất nhất định là họ đây là cái nào thị tộc đi ra dĩ nhiên họ yêu không biết sở hữu quần chúng đều cảm thấy lần này kim linh bảng nhất định chính là đang khiêu chiến trong bọn họ tâm cường độ trái tim yếu một điểm thật đúng là chịu không được hồ tộc cao tọa phía trên thấy như vậy một màn hồ tộc chi nhân đều không khỏi cười rộ lên vân triệt cùng nha nha bọn họ là biết rõ không nghĩ tới hai đứa bé này như thế bướng bỉnh mộ kỳ một cá nhân mang theo hai cách thật đúng là không dễ dàng a à, khu vực còn mang tới cao như vậy nếu như nói mộ kỳ không mang theo bọn hắn, nói không chừng mình có thể bỏ càng cao. Thế nhưng mang theo bọn hắn có thể leo đến cái hạng này đã rất không dễ dàng. Không có ai đi trách cứ mộ kỳ vì sao không vứt xuống hai đứa bé chính mình bỏ bảng vì hồ tộc làm dạng dỡ. Bọn hắn trong đầu cảm thấy mộ kỳ chính là cái phi thường hợp cách cha, hội bú sửa, hội mang hài từ loại kia. Ngay tại mọi người cho rằng lần này bảng xếp hạng hạo kiếp phải kết thúc thời điểm, bảng xếp hạng lại động tại tên thứ 11 vị trí, lại xuất hiện một cái làm người ta căm hận tên. Thư nha đầu ta nhớ ngươi. Mắt sắc người rất nhanh thì phát hiện tại 36 tên vị trí, còn có một cái không biết xấu hổ tên, rồng ngốc ngươi ở đâu. Nói như vậy, bảng xếp hạng này hoàn thành thông báo tìm người. Nhìn lấy thạch bích mọi người, nội tâm là tan vỡ. Năm nay đến làm sao? Cầu giải. Kim Linh mộng cảnh bên trong, Vân Triệt cùng nha nha hai cái đứa nhỏ vui chơi một dạng ở phía trước giật giật thúc thúc ngươi đi mau a à, chúng ta sắp đi tới á đúng a à, 12 cấp đại quái ngay ở phía trước a à, chúng ta nhanh đi đem nó cho đánh xuống chậm một chút đi cái kia đại quái sẽ không nhanh như vậy chết đi hiện tại đi qua dễ dàng bị người giết chết mộ kỳ bất đắc dĩ nhìn lấy hai cái này đứa nhỏ từ lúc vào cái này kim linh mộng cảnh cái này hai đứa nhỏ so với hắn muốn hưng phấn nhiều hơn nữa bọn hắn tích phân đều là chính bọn nó dẫy hắn cơ hồ không có hỗ trợ cái gì Hai cái này đứa nhỏ sức chiến đấu quả thực mạnh nổ. Nhiều ít đại nhân đều bị bọn hắn giết chết, liền phản kháng cơ hội cũng không có. Nhỏ như vậy cứ như vậy mãnh mẽ, muốn là lớn lên còn phải. Ngay tại hai cái đứa nhỏ nhảy nhót đi về phía trước thời điểm, phía trước bỗng nhiên vội vội vàng vàng bay tới một đám người. Từ 12 cấp đại quái phương hướng hướng nơi khác bay. Chẳng lẽ là bị người đuổi giết, liền đại quái đều không đánh? Rất nhanh bọn hắn càng bay càng gần, cuối cùng cũng có thể thấy rõ ràng người đến. Dĩ nhiên là phương phỉ dẫn đầu phượng tộc đệ tử, mộ kỳ trong tay là có có thể nhìn trộm thạch bích pháp bảo. Hắn rõ ràng biết rõ, cẩm thần cùng Long Húc đã bị người thủ tiêu. Canh 1966, đánh tới cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra sáu cẩm thần là phương phỉ vị hôn phu. Bọn hắn cùng một chỗ cũng là tình huống bình thường. Bây giờ phương phỉ trốn về, chẳng lẽ là trên bảng xếp hạng hai vị kia kỳ nhân giết chết. Gì, các ngươi xem, người của phượng tộc trốn về. Nha nha chỉ vào phía trước nói. Không cần nói nữa, nhất định là bị cha mẹ truy sát á. Vân triệt khoát khoát tay. Mộ kỳ bất đắc dĩ thở dài, cái này hai đứa nhỏ cố chấp cho rằng, trên bảng xếp hạng đệ nhất đệ nhị hai vị kỳ nhân chính là bọn họ phụ mẫu. Hơn nữa, cái này hai đứa nhỏ còn nỗ lực thuyết phục hắn cũng tin tưởng. Hắn không phải không tin, đây là dạng này xác suất thật rất thấp. Thần giới to lớn, vô kỳ bất hiểu. Nếu như đảo mắt là có thể chứng kiến người quen, vậy thế giới này cũng quá nhỏ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thủ tiêu bọn hắn, giết được bọn hắn cha mẹ cũng không nhận ra. Tốt tốt, nha nha hưng phấn nhảy dựng lên. Hai cái đứa nhỏ thoại âm rơi xuống, liền khẩn trương xông về phía trước. Mộ Kỳ còn chưa kịp phản ứng, hai cái đứa nhỏ liền hướng không cái bóng. Coi chừng điểm, đừng cho người khác làm điểm tâm, Mộ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng không khỏi gào thét thường lăng lúc nào tới đem ngươi ra hai cái đứa nhỏ mang đi hắn không muốn mang quá nhọc lòng một trong chớp mắt hai cái đứa nhỏ đã bay đến phượng tộc trước mặt cản bọn họ lại lối đi đường này là ta mở cây này là ta trồng nếu muốn từ nay về sau qua mạng nhỏ giao ra đây hai cái đứa nhỏ một người một câu vóc dáng thanh thế lớn nếu không phải là bọn hắn thấy thế nào làm sao đáng yêu cái này điệu bộ thật đúng là cấp cho hủ được chứng kiến lưỡng nãi thanh nãi khí đứa nhỏ tới cản đường, phương phỉ sững sờ trong nháy mắt. Các ngươi như thế phụ mẫu làm sao mang các ngươi tới chỗ như thế? Phương phỉ chứng kiến bọn hắn, nhất thời tình thương của mẹ tăng cao, rất muốn đi lên sờ sờ hai cái này đáng yêu trẻ nhỏ. Nhưng, tử nham thanh âm từ phía sau truyền đến, bỏ đi nàng ý niệm trong đầu. Hai đứa bé này, là thương lăng cùng chỉ hề sinh ra nghiệt trùng. Phương Phỉ sững sờ, lúc này nàng vừa rồi chú ý tới, Vân Triệt dáng dấp cùng Thương Lăng thật có bảy phần tương tự. Mà còn lại cái kia ba phần, chính là chỉ hề dáng dấp. Quả nếu không, là cái kia hai cái tiện nhân nghiệt trùng. Nhất thời, Phương Phỉ trong lòng tức giận. Không giết chết cha mẹ ngươi, không giết chết được các ngươi sao. Ngay cả hai cái mau hài tử đều để khi phụ nàng, có thể nhẫn nại, không ai có thể nhịn. Phương Phỉ cười lạnh một tiếng, đưa tới cửa tích phân, không muốn ngu sao mà không muốn. Phương phỉ giơ tay lên, một đạo pháp lực ngưng tụ, hướng phía hai viên đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái đứa nhỏ phía sau, một đạo pháp lực đánh tới. Phương phỉ bị chấn đắc lui lại mấy bước. Nàng chật vật ngẩng đầu nhìn về phía hai cái đứa nhỏ người sau lưng, trong nháy mắt hoa dung thất sắc. Mộ kỳ, là ngươi. Liền hài tử đều khi dễ. Ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Phương phỉ kiên cường đứng lên. Tốt xấu nàng là bảng danh sách đệ tam, mộ kỳ mới đệ bát, bọn hắn vẫn là có khoảng cách ngươi phải sợ nhất một chút ta mộ kỳ câu môi cười yếu ớt phương phỉ sắc mặt lập tức khó xem ngươi tích phân là thế nào chất đống chính ngươi rõ ràng trong lúc này có bao nhiêu chân chính là ngươi chính mình được bao nhiêu là phượng tộc cho ngươi chất đống ngươi sẽ không không phân rõ a à. phương phỉ sắc mặt trắng nhợt lui lại hai bước theo nàng biết giết phượng tộc trưởng lão tông quang trừ thương lăng cùng chỉ hề ở ngoài còn có một cái mộ kỳ tông quang thực lực đã tới đỉnh phong thượng thần là nàng xa không thể thành thế nhưng ba người bọn hắn tất nhiên liên thủ có thể giết chết Tông Quang, chứng minh mộ kỳ thực lực cũng tuyệt đối không kém. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Láo nháo ăn một pháo, len lút đại ngụy đọc sách người. mươi 1967, đánh tới cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra bảy. Chính như hắn nói, chính mình điểm đúng là phượng tộc chất đống đồng thời, cũng như nàng thấy, mộ kỳ vẫn luôn mang theo hai đứa bé, mang theo bọn hắn đánh tích phân. Cho nên hắn tích phân bay không cao. Phương phỉ hô hấp dồn dập nếu như cẩm thần còn ở nơi này, nàng mới không sợ bất luận kẻ nào. Thật là không tìm đường chết thì không phải chết, cẩm thần dĩ nhiên cái thứ nhất bị giết chết. Nàng một cá nhân, căn bản không có khả năng trông cậy vào phía sau đám kia phượng tộc đệ tử. Hừ, hôm nay liền bỏ qua cho bọn ngươi, ta không từ nhỏ hai từ phương phỉ phô trương thanh thế một chút nàng phòng trừng chính mình đánh không lại mộ kỳ nàng tuyệt đối không thể liều lĩnh mất đi vị trí thứ ba đó là phượng tộc đệ tử hy sinh chính mình chất đống tích phân a cái kia không khéo tiểu hài tử muốn đánh ngươi vân triệt giòn giả thanh âm truyền đến phương phỉ sắc mặt ảm đạm trừng mắt về phía hắn nhưng mà nàng lại khiếp sợ phát hiện cái kia tiểu nữ oa không thấy tiếp theo một cái chớp mắt trước mắt nàng xuất hiện một chuỗi thải sắc bong bóng Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Phương Phỉ rơi vào một cái kỳ quái phương. Nàng khiếp sợ nhìn lấy chu vi biến hóa, trong lòng không khỏi khẩn trương. Chỉ có một mình nàng, hắn phượng tộc đệ tử cũng không thấy. Nhưng vào lúc này, một đạo pháp lực từ phía sau nàng đánh tới. Phương Phỉ biến sắc quay đầu chính là một đạo pháp lực đánh ra. Nhưng mà pháp lực đánh ra, chỉ đánh không, phía sau người nào cũng không có. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nhìn thấy một cái thật lớn tu la tràng. Bên trong có vô số âm khí không ngừng nhô ra tiếng kêu rên, đỏ tươi máu, tất cả hết thảy đều đặc biệt khủng bố. Phương Phỉ hít sâu một hơi, tự nói với mình đây là ảo cảnh. Nàng không thể tin, nàng muốn nín thở ngưng thần, đánh vỡ tầng này ảo cảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng toàn thân bạo phát lên một đạo Phượng Hoàng chi hỏa. Hỏa diễm tận trời, thiêu hủy nữa bầu trời. "Phá cho ta!" Phương Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng bốn phía hình tượng toàn bộ phá toái chứng kiến quen thuộc kim linh mộng cảnh, phương phỉ biết mình đã đi ra ảo cảnh. Nàng không khỏi thở vào một cái, bên khóe miệng treo lên một nụ cười. Tiểu hài tử liền là con nít, thủ đoạn đều ngây thơ như vậy. Khi nàng một hơi thở đang muốn lỏng đi xuống thời điểm, nàng bỗng nhiên lưng đau xót, huyết dịch từ nơi ngực vẩy ra đi ra. Phương phỉ sững sờ, nàng chậm rãi cúi đầu, chứng kiến chính mình lòng ngực vị trí, một thanh trường kiếm đâm thủng tim mình nàng toàn thân run rẩy sợ hãi hối hận lấy không cam lòng lấy nàng lẽ nào liền muốn chết như vậy xuống nàng tích phân phượng tộc sở hữu nỗ lực tất cả đều thất bại trong gang tắc cái này có thể làm sao cùng tổ phụ khai báo nàng lại bị hai tiểu hài tử ám toán phương phì trừng lớn hai mắt một chữ cũng nói không nên lời nguyên lai đứng ở đỉnh phong chỗ bị người giết là như thế này cảm giác thật hận nha nhưng vào lúc này phương phỉ thân thể dần dần không nhịn được nàng đang muốn rơi đi xuống thời điểm nàng nhìn thấy xa xa bóng người cẩm thần là cẩm thần một canh giờ thời gian hắn từ trong sống lại điểm đi ra nếu như hắn tới sớm một chút nàng sẽ không phải chết đáng tiếc không có nếu như phương phỉ thân thể rốt cục không nhịn được rơi xuống quang mang lóe lên tiêu thất phương phỉ phía sau vân triệt cười thu hồi hắn kiếm muốn là chính diện hợp lại tu vi bọn họ là không đụng nổi phương phỉ dù sao niên kỳ cùng xúc tích bầy ở nơi đó, nàng liền nha nha mộng cảnh đều có thể bạo lực bài trừ tu vi khẳng định cao hơn bọn họ rất nhiều. Thế nhưng luận thực chiến, cái này nuông chiều từ bé đại tiểu thư, khẳng định kém hơn hắn nhóm hai cái. Canh 1968, đánh tới cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra tám tiến vào thần giới trước đó. Thường lăng vẫn yêu cầu bọn hắn đi lịch luyện, mấy năm nay không phải luyện chơi. Phương Phỉ ngã xuống sau đó, phía sau nàng phượng tộc đệ tử khẩn trương xoay người chạy. Muốn chạy, không kịp á, Vân Triệt cười nói, tới a hát một người một cái bong bóng tiếp hảo rồi. Nha nha ở phía sau nhảy dựng lên, ngay sau đó thất thải bong bóng bay lên. Hai đứa bé nguyên bản đẹp đẽ khả ái thanh âm lập tức ở tại bọn hắn trong tay thì trở thành ma âm. Ma âm lượn lờ, liền cùng bùa đòi mạng giống như không ngừng ở sau người đuổi theo. Còn lại những thứ này phượng tộc đệ tử tu vi không bằng phương phỉ, so với nàng tốt đối phó được nhiều. Phượng tộc đệ tử triệt để kinh sợ hoàn toàn không dám nghênh chiến, cũng không biết mình là không phải đánh thắng được, chỉ mải chạy, một chút cũng không có xuất thủ phản kháng. Đúng là như vậy, vân triệt cùng nha nha hai cái rất nhanh thu cắt bọn hắn. Thấy như vậy một màn, cẩm thần cắn răng vọt mạnh lên đây. Dừng tay hắn đang muốn xuất thủ đi đối phó hai cái đứa nhỏ thời điểm mộ kỳ điểm mùi chân một cái ngăn ở trước mặt hắn khi dễ hài từ tính là gì không bằng ngươi tới tỉ thí với ta một chút chứng kiến mộ kỳ cẩm thần thần sắc cứng lại ngược lại hắn hiện tại không có tích phân cho dù chết cũng không tổn thất cái gì nhiều lắm chính là nghỉ ngơi nữa ba canh giờ a lần đầu tiên tử vong là một canh giờ lần thứ hai là ba cái lần thứ ba chính là sáu cái lần thứ tư liền một ngày nhưng nếu là hắn đánh thắng mộ kỳ như vậy mộ kỳ trên người tích phân liền đều là hắn còn có hai đứa bé này hắn rất nhanh thì có thể lật bàn cẩm thần cười lạnh một tiếng từ lúc lần trước bị chỉ hề ám toán sau đó hắn sẽ thấy không muốn bỏ cái gì vào khiêm tốn lễ độ vậy thì đến hôm nay các ngươi tích phân ta nhất định muốn ngay tại cẩm thần vừa dứt lời thời điểm hai cái đứa nhỏ từ phía sau nhảy lên hắn hướng phía hai cái đứa nhỏ nhìn sang phía sau bọn họ đã không có người khác phượng tộc đệ tử, tất cả đều cho bọn hắn đưa điểm. cẩm thần nheo cặp mắt lại hai cái này đứa nhỏ lại vẫn thật có chút bản lĩnh đầu người đều cho ngươi a à, về sau bắt được đều cho ngươi vân triệt cương chiều sờ sờ nha nha cái đầu tốt a à hát nếu không ta tích phân với ngươi kém thật là xa ngươi giết một cái phương phỉ tích phân quá nhiều á đúng vậy giết phương phỉ ta chính là tên thứ ba liền cùng cha mẹ cùng một chỗ á ta cũng muốn cùng cha mẹ cùng một chỗ nha nha kích động nhảy dựng lên. Nghe hai cái đứa nhỏ không kiêng nể gì cả thảo luận thu gặt đầu người sự tình, cẩm thần quả thực muốn chọc giận tạc. Chịu chết đi, cẩm thần cổ tay chuyển một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đang muốn hướng phía mộ kỳ đánh tới thời điểm, hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở hắn mặt bên. Thương lăng cùng chỉ hề, cẩm thần sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm Một cổ nồng đậm tuyệt vọng sông lên đầu, đánh hay là không đánh coi như đánh thắng, đoạt mộ kỳ tích phân cuối cùng cũng vẫn là cũng bị cướp đi à? hắn không cam lòng, hắn không nguyện ý. nhưng lúc này hắn còn có lui cơ hội sao? cha, mẫu thân, hai cái đứa nhỏ hưng phấn kêu to lên. ngoan, chớ quấy giày, gặp các ngươi mộ kỳ thúc thúc treo lên đánh cẩm thần. chỉ hề làm một cái suy thủ thế. mộ kỳ nhíu mày nhìn về phía chỉ hề, như thế tín nhiệm ta. ngươi cứ việc thua, thua ta liền cho ta tiểu bảo bối thượng phân. chỉ hề hai tay mở ra cẩm thần rất nhanh kiếm trong tay, hô hấp đều run dày theo. khinh người quá đáng, quả thực khinh người quá đáng. Đời này, hắn còn chưa từng có như vậy biệt khuất qua. Tám càng hoàn tất, ngủ ngon lẫn nhau tương ái ban đầu hiểu đã bị ép khô. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Láo nháo ăn một pháo, len lút đại ngụy đọc sách người. chương 1969, tư mệnh giáo thủ thế một. Cẩm thần sắc mặt tái xanh, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy chung quanh hắn vây đều đã đứng người, hắn đã không chỗ có thể trốn. Người khác không nói, nhưng hắn nhất định là đánh không lại chỉ hề. Cho nên, hắn cùng mộ kỳ trận này đối chiến, vô luận thắng hay thua, hắn cuối cùng cũng là muốn chết, cũng là muốn kinh lịch ba canh giờ sống lại kỳ. Đây không phải là muốn giết chết người sao? Cẩm thần trong lòng phẫn hận không thôi, hắn trường kiếm vung lên, chỉ hướng mộ kỳ. Cho dù chết, hắn cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Tới, mộ kỳ nhíu nhíu mày, câu môi cười yếu ớt. Người đây là sắp chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng sao? Người không dám, ừm ta không dám. Nghe nói như thế, cẩm thần hai mắt híp một cái, hắn lạnh rên một tiếng, không nói hai lời liền hướng phía mộ kỳ đánh tới. Mộ kỳ cây quạt trong tay vung lên, động tác tiêu sái lại ung dung ứng đối cẩm thần công kích hắn động tác yêu nhã thong thả, cây quạt lúc mở lúc đóng, phong độ chỉ có. Xa xa nhìn qua, khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Cẩm thần thực lực thật rất mạnh thế nhưng hắn áp lực trong lòng quá lớn, tâm tình vội vàng sao động, cấp thiết muốn thắng. Còn có hắn đối mộ kỳ cũng không có bao nhiêu giải, vì vậy ngay từ đầu liền ở hạ phong. Cẩm thần động tác rất nhanh, mỗi một chiêu đều phi thường sắc bén. Nhưng mộ kỳ luôn là có thể thành thạo tách ra đánh một trận sau đó vân triệt bỗng nhiên hướng phía mộ kỳ hô thúc thúc người lại không kết thúc công việc chúng ta muốn đi á thúc thúc người thật chậm a à, muốn là đến lượt ta mẫu thân liền giết giết hắn á nhà nhà cũng theo hô hai đứa bé lời nói nhường cẩm thần càng thêm tâm phiền ý loạn phập phòng không yên hắn không nghĩ tới hắn sẽ có một ngày rơi vào liền tiểu hài tử đều khi dễ hắn cấp độ cảm giác này quả thực quá tệ tâm hắn càng là loạn ra chiêu thì càng cấp thiết kẽ hở cũng càng nhiều mộ kỳ than nhẹ một tiếng, hắn nói, cẩm thần, ngươi không nên chỉ có tài nghệ này, ngươi loạn. Ngươi trước quản tốt chính ngươi a. À. Cẩm thần chân mày khẩn túc trên mặt một bộ mười phần không kiên nhẫn dáng vẻ. Thôi, nhiều lời vô ích. Mộ kỳ cổ tay chuyển một cái, cây quạt xoay tròn bay ra ngoài, mang theo một vòng tia sáng. Nhìn cực kỳ đẹp đẽ, nhưng lực sát thương cũng tuyệt đối mạnh mẽ. Cẩm thần sắc mặt trắng nhợt, hắn trong nháy mắt lui lại mấy bước, khó khăn lắm né tránh cái kia cây quạt. Nhưng vẫn là bị cây quạt mang theo kình khí đánh trúng, miệng ngực bị mãnh kích một chút. Cẩm Thần sợi tóc có chút lộn xộn đứng lên, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn vẫn cho là thương lăng sau khi rời khỏi, hắn lại là trong thế hệ này đệ nhất, là thiên tài trong thiên tài. Không nghĩ tới, hắn chẳng những đánh không lại chỉ hề. Hắn thậm chí ngay cả Mộ Kỳ cũng đánh không lại. Mộ Kỳ bình thường không có gì phong mang, nhưng không nghĩ ngầm giấu sâu như vậy. Cẩm Thần sắc mặt càng thêm khó coi, hô hấp cũng dần dần nhanh lên nhưng vào lúc này mộ kỳ điểm mùi chân một cái một cái xoay người cây quạt theo nhất truyền cùng nhau đánh tới cẩm thần trước mặt uy chết hồ ly ngươi tạo hình lõm đủ không chỉ hề hô còn không có ta còn có một bộ động tác trước chờ ta bày xong nếu không liền lãng phí mộ kỳ không chút hoang mang vung cây quạt tiếp tục công kích cẩm thần cẩm thần nghe nói như thế động tác càng gấp gáp hơn hắn muốn trong thời gian ngắn nhất bằng trực tiếp phương thức giải quyết mộ kỳ hắn bị vũ nhục đến bây giờ, đã nhẫn nại đến cực hạn. Phát giác cẩm thần biến hóa, mộ kỳ thở dài một hơi. Người gấp như vậy hồi lão ra, thì không muốn cho ta tiếp tục biểu diễn cơ hội. Mộ kỳ ngươi không biết xấu hổ. Canh 1970, tư mệnh giáo thủ thế hai. Mộ kỳ, ngươi sẽ gặp báo ứng. Há, ngươi thân gia, phượng tộc cũng là nói như thế. Cẩm thần nghe mộ kỳ lời nói, hắn quả thực muốn chọc giận tạc trước đây chỉ biết là mộ kỳ là cái rảo hoạt xảo quyệt không nghĩ tới miệng dĩ nhiên độc như vậy hảo hảo tạo hình đều không khác mấy có thể kết thúc công việc mộ kỳ sau khi nói xong bỗng nhiên thế tiến công nhất truyền từ trước đó yêu nhạ ung dung trong nháy mắt biến thành sắc bén tàn nhẫn cẩm thần bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa khiến cho trở tay không kịp hắn lúc đầu tâm tính còn kém nhịp điệu coi như lần này triệt để băng bàn mộ kỳ cây quạt đưa tới thẳng cắt cẩm thần yết hầu Huyết quang lóe lên, Cẩm Thần trong nháy mắt rớt rơi xuống đất. Mộ Kỳ lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận dáng vẻ than nhẹ một tiếng, ta là thật không dám làm cho ngươi đệm lưng a, à, nếu không cái này toàn ra muốn cười chết ta. Cẩm Thần nghe nói như thế, lửa giận công tâm, một búng máu phun vừa ra tới, mắt nhắm lại, quang mang lóe lên, tiêu thất. Mộ Kỳ thu hồi cây quạt, hắn nghênh ngang đi tới hai cái đứa nhỏ trước mặt. Thúc thúc lợi hại a, à, lợi hại, tạo hình xem được không? Đẹp, so với mẹ ngươi đâu? chỉ hề xem mộ kỳ hưng phấn như vậy không khỏi chen một câu miệng theo không kịp mộ kỳ nụ cười trên mặt lập tức thu chừng hai cái đứa nhỏ liếc mắt hai con tiểu bạch nhãn lang hai cái đứa nhỏ che miệng cười khanh khách không hề có một chút nào không có ý tứ bên hồ nước dưới cây lớn một cái nhỏ thấp thân ảnh đang dùng pháp thuật nện lên trước mặt kim linh chi quái vọng thư đánh cho rất nghiêm túc nàng đang mượn trợ những thứ này kim linh chi quái luyện tập chính mình đối chiến kỹ xảo cùng pháp thuật sử dụng hoa nhu của thân thể này dù sao không phải là nàng nàng muốn thuần thục sử dụng liền muốn chăm chỉ luyện tập lúc này phía sau nàng bỗng nhiên truyền đến từng đạo bén nhọn tiếng cười nhào ôi ta nói hoa nhu sư muội a à, người làm sao từ vĩnh lăng sơn trở về cả người đều trở nên vô dụng a à. hoa mộng thanh âm từ vọng thư phía sau truyền đến vọng thư không khỏi quay đầu trở lại chỉ thấy hoa tộc thất sắc hoa bên trong năm đóa đều tụ tập ở trước mặt nàng bảy người bên trong nàng là bị xa lánh cùng cô lập một cái kia cái này năm cái là có cùng ý tưởng đen tối còn có một cái lam sắc hoa thì là với ai cũng không hôn nhưng cũng với ai đều có thể ở chung cũng chính là nàng trong ngày thường mới có thể ngẫu nhiên cùng hoa nhu nói lên một câu nửa câu đã gặp các nàng năm người mặt lộ vẻ trào phúng đi tới vọng thư mím môi môi một chữ cũng không nói thật không nghĩ tới người ngay cả kim linh bảng đều không bỏ lên nổi người có phải hay không vừa ra khỏi cửa đã bị người giết a à, khẳng định a à, chúng ta tìm lâu như vậy đều không tìm được nàng nhất định là bị giết đến rất thảm á thật tốt cười nguyên lai like chỉ là thân thể tàn tật hiện tại liền pháp thuật cũng là một tàn tật chỉ có thể ở nơi đây đánh tiểu quái cái kia năm đóa hoa ngươi một lời ta một lời diễu cợt cười đến rất vui mừng vọng thư nhìn thằng ngốc một dạng nhìn các nàng liếc mắt sau đó quay đầu trở lại đánh quái đi liền làm như không nhìn thấy hoa tộc sức chiến đấu cũng không mạnh bởi vì nó yêu thế ở chỗ y thuật một cái khác không cường nguyên nhân cũng là bởi vì hoa tộc đều là nữ tử một khi gả ra ngoài liền không trở về nữa cho nên hoa tộc chi nhân khó có thể tích lũy cái gì xúc tích không giống thiên tộc phượng tộc như thế cả một cái cổ lão gia tộc sừng sững không ngã cho nên, hoa tộc các đệ tử tại Kim Linh Bảng trên đều không thể nào dựa vào trước. Đừng xem nàng hiện tại mới sắp xếp 36 tên, nàng cũng đã là hoa tộc đệ nhất. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con tơ. Láo nháo ăn một pháo, len lút đại ngụy đọc sách người. Trường 1971 Tư mệnh giáo thủ thế ba chỉ là những người này tìm không được hoa nhu hai chữ liền cho rằng nàng không có ở đây trên bảng đối với những thứ này buồn chán nữ nhân cả ngày lấy dẫm đạp người khác tự tôn làm vui thú nữ nhân vọng thư tự có biện pháp thu thập chỉ là thời gian còn chưa tới còn cần lại nuôi cho mập một điểm chứng kiến vọng thư lại không để ý các nàng các nàng chính mình cũng cảm thấy không thú vị chào phúng vài câu sau đó đang chuẩn bị phải ly khai đã thấy cách đó không xa một cái phong độ công tử văn nhã đi tới Long Huy. Chứng kiến Long Huy, cái này năm đóa hoa thần sắc đều phát sáng. Hoa tộc đệ tử, không có một cái không muốn gả ra ngoài, coi như là cùng chung một chồng, các nàng cũng muốn gả. Bởi vì không có người nào muốn lưu ở hoa tộc cô độc sống quãng đời còn lại. Càng bởi vì, hoa tộc bí thuật. Vọng thư than nhẹ một tiếng, may mà nàng không phải hoa tộc chi nhân, cũng lạ không được hoa nhu liều mạng cũng muốn đào tàu. Vọng thư đánh xong tiểu quái hồi quá mức thời điểm, vừa vặn thấy Long Huy đi tới. Long Huy người này mặc dù còn kém rất rất xa Long Húc thế nhưng bài danh so với sở hữu hoa tộc đệ tử đều cao. Hắn đã xếp hàng hơn hai mươi tên, coi như là một cái không sai thứ tự. Vọng thư chỉ là liếc mắt nhìn, đã thấy Long Huy hướng phía nàng quăng tới một cái cực chán ghét biểu tình. Giống như là đang cảnh cáo nàng không nên tới gần đồng dạng. Vọng thư câu môi cười lạnh một tiếng, hồi tặng Long Huy một cái cực khinh thường thần sắc. Sau đó nàng xoay người rời đi có thời gian cùng những người này đấu võ mồm ra còn không bằng đi giết người đổi tích phân tiếp thu được vọng thư ánh mắt long huy sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống cái này không biết xấu hổ nữ nhân dám dùng dạng này ánh mắt nhìn hắn nàng trước đó không phải yêu chính mình yêu muốn sống muốn chết sao hiện tại đây là làm sao lạt mềm buộc chặt sao nhất định là như vậy long huy câu môi cười nhạt hắn nói người đây là muốn lạt mềm buộc chặt đáng tiếc ta không dính chiêu này người bỏ bớt tâm a à. Đừng để quấn quyết lấy ta." Vọng Thư đi phân nửa, nghe được Long Huy lời nói, suýt chút nữa không có sợ đến té lộn mèo một cái vấp té trên mặt đất. Nàng hồi quá mức chậm rãi hướng phía Long Huy giơ tay lên, năm ngón nắm tay, ngay sau đó chậm rãi giơ ngón tay giữa lên. Cái này thủ thế là tư mệnh dạy nàng, nàng lúc đó hỏi đây là ý gì. Nàng đánh chết đều không nói. Nàng nói, ngươi chỉ cần biết rằng cái này thủ thế vô luận là ai xem, trong lòng đều sẽ không tự giác bị buồn nôn ra, là được rồi vọng thư chưa bao giờ thử qua cái này là lần đầu tiên quả nếu không nàng nhìn thấy long huy ăn con ruồi một dạng xấu xí biểu tình vọng thư khinh thường cười thu tay về xoay người rời đi người nàng nàng cái kia thủ thế là có ý gì long huy xem không hiểu thế nhưng luôn cảm thấy rất cảm giác khó chịu trong lòng rất khó chịu đặc biệt khó chịu đại khái là mến mộ ý tứ hoa mộng nói người mắt mù à người cảm thụ được mến mộ Lòng huy nhịn không được giống một tiếng, quả thực ác tâm chết hắn, nơi nào là mến mộ. Hoa mộng bị hắn hù dọa một cái như vậy, mím môi, không lên tiếng. Rất nhanh, vọng thư liền đi không cái bóng. Không lâu sau đó, tại 12 cấp đại quái bên cạnh, một cái nhỏ thấp thân ảnh trốn ở trong bụi cỏ. Vọng thư trong mắt quay tít nhìn về phía 12 cấp đại quái bên cạnh người. Coi như hoa tộc đệ tử, trong tay nàng cũng có có thể chứng kiến bảng xếp hạng pháp bảo nàng nhìn thấy Vũ Bạch nhất định chính là cái kia thư nha đầu ta nhớ ngươi. Ban đầu chứng kiến tên này thời điểm, vọng thư còn sững sờ một chút, sau đó miệng từ từ tuét ra. Làm sao đều không khép được. Cái này rồng ngốc may mà hắn còn băn khoăn chính mình, cũng không uổng phí nàng tại hoa tộc liều sống liều chết còn sống. Cành 1972, tư mệnh giáo thủ thế 4 Vũ Bạch đã leo đến tên thứ 11. Nàng vẫn còn tại 36 tên. Giữa bọn hắn kém quá xa, hơn nữa nàng bài danh quá thấp cũng không biết Vũ Bạch có thể không thể nhìn thấy nàng. Vì để rồng ngốc ngươi ở đâu tên này càng bắt mắt một ít, vọng thư ly khai hoa tộc. Nàng lén lút đến 12 cấp đại quái bên này, nàng định dùng đánh lén bắt đơn thuốc dân gian thức đem nàng tích phân cho đụng lên đi. Trốn ở trong bụi cỏ vọng thư, trong mắt linh lợi, tỉ mỉ quan sát vào đề thượng nhân, tính những cái kia có thể trộm. Hoa nhu thân thể này, trừ sẽ không lớn lên, thiên phú và tử đều rất tốt nàng hiện tại đã có thể phi thường thuần thục sử dụng hoa nhu pháp thuật hoa tộc thiện chữa bệnh cũng thiện độc muốn lặng yên không một tiếng động giết chết mấy người cũng không phải việc khó gì nhưng vào lúc này một đội tán tu đang nhìn thư tránh bụi cỏ trước đó thổi qua tiếp theo một cái chớp mắt nàng bỗng nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra vô số độc châm thả ra ngoài những cái kia tán tu căn bản là không có ngờ tới còn sẽ có người trốn ở trong bụi cỏ dù sao bụi cỏ mới như vậy điểm cao muốn tránh tiếp theo người trưởng thành hầu như là không có khả năng sự tình mặc dù tránh hạ một đứa bé dư giả có thể kim linh mộng cảnh tại sao có thể có hài tử tiến đến đâu làm cái này một đội tán tu chứng kiến vọng thư thời điểm bọn hắn phản ứng đầu tiên là khiếp sợ lại tiếp theo phản ứng chính là gào khóc đứng lên độc châm đâm vào trên người rót vào da thịt bên trong bắt đầu hướng toàn thân lan tràn nhanh giết chết nàng cái này phá tiểu hài tử, dám ám toán chúng ta. Một cái tán tu hô to, hắn tán tu như ong vỡ tổ theo sông lên. Vọng thư thấy thế, không chút nào ham chiến, khẩn trương tế xuất nàng cực nhanh đằng vân, xoay người chạy. Thấy nàng chạy mất những cái kia tán tu trong nháy mắt liền hiểu, nàng pháp thuật khẳng định rất thấp, cho nên chỉ có thể chơi đánh lén. Thế là, nàng vừa chạy tán tu đuổi càng là hài lòng. Cầu đuổi theo không bỏ, phảng phất lập tức có thể báo thù đồng dạng. Vọng Thư quay đầu không có chạy bao lâu, dĩ nhiên không tìm đường chết thì không phải chết đụng tới Long Huy cùng cái kia năm đóa hoa. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a. À. Yên tâm, ngày cuối cùng ta sẽ dẫn lấy các ngươi chém giết tích phân, cam đoan các ngươi. Long Huy chính nói xong tràn đầy phấn khởi thời điểm, liếc mắt liền thấy hướng phía hắn bản hướng mà đến Vọng Thư. Hắn nhíu mày lại nhớ tới cái kia thủ thế trong lòng nhất thời cùng ăn con ruồi một dạng khó chịu. Ngươi đến bây giờ còn dám đến tìm ta? ngươi nghĩ rằng ta sẽ còn mang ngươi sao vọng thư cười lạnh một tiếng bỗng nhiên tại long huy trước mặt bọn họ một khoảng cách địa phương dừng lại không tiến thêm nữa lúc này long huy bọn hắn cũng chứng kiến vọng thư bị một đám người truy sát ai nha nguyên lai là bị đuổi giết hoa mộng cười rộ lên thật là vô dụng a à, ngươi làm sao không dứt khoát chết tính hoa uyển lập tức thêm mắm thêm muối nàng không phải là hy vọng long huy ca ca anh hùng cứu mỹ nhân a à? ồ Nguyên lai like là đánh cái chủ ý này, đáng tiếc nàng tuyệt không đẹp. Cái kia năm đóa hoa ngươi một lời ta một lời cười nhạo đứng lên. Vọng thư rút rút khóe miệng, nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy bọn hắn. Thôi được cứu ngươi một hồi. Đi theo ta, ta mang bọn ngươi đoạt điểm. Lòng huy tự tin cười, điểm mũi chân một cái. Hướng phía vọng thư phía sau những cái kia tán tu tiến lên. Cái kia năm đóa hoa đuổi theo sát, vượt qua vọng thư, hướng phía tán tu nhóm giết đi qua nhưng vào lúc này long huy vừa mới xông lên kiếm trong tay vừa mới rút ra hắn đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị thời điểm trước mắt tán tu bỗng nhiên toàn bộ ngã xuống đất quang mang lóe lên tiêu thất long huy bày ra đi tạo hình cứ như vậy cứng ở giữa không trung người như thế phát rồ phát điên lên đến liền hư không cũng muốn chặt một đạo tiếng cười lạnh từ đằng xa truyền đến nghe được thanh âm vọng thư đột nhiên vừa quay đầu lại đánh giá điểm